mươi 3126 Khương Trung Giáo 2 Sở cụ thấy mọi người đều không tin, trắng nõn khuôn mặt thưởng bởi vì sốt ruột mà đỏ lên. Không phải mỏ than, là linh nguyên tinh quặng. Sở cụ bởi vì sốt ruột thanh âm đặc biệt đại. Bốn phía có trong nháy mắt yên tĩnh. Mọi người đều dùng xem thiểu năng trí tệ giống nhau ánh mắt nhìn sở cù. Thực mau, toàn trường một mảnh cười vang. Linh nguyên tinh quặng, ha ha ha, linh nguyên tinh quặng. Thật sự cười chết ta ai ra ta bụng đau quá a à. Như thế nào sẽ có như vậy tiểu năng trí tuệ ở giáo sinh? Liền nghiêu đều sẽ không thổi sao? Ha 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 hiện trường một mảnh ầm ầm tiếng cười to. Tất cả mọi người nhịn không được. Nếu sở của nói chính là mấy vạn linh nguyên tinh, đại gia có lẽ còn sẽ miễn cưỡng tin tưởng nhưng là một tòa quặng. Ngay cả đại trưởng lão xa mặt đều tránh không tới một cái quặng hào sao. Liền nàng. Lan học thì tấm tắc chào phúng ra tiếng, các ngươi những người này, quả thực quá khôi hài. Một bên đơn tĩnh phỉ hạ giọng nhắc nhở Lan học tỷ. Lan học tỷ tức khắc trước mắt sáng ngời. Nàng nhớ tới một sự kiện. Lan học tỷ quay đầu lại tìm quả nhiên, thực mau làm nàng ở trong đám người tìm được người kia. Khương học trưởng, Khương học trưởng. Khương học trưởng nhưng đến không được, hắn cũng không phải là bình thường sinh viên tốt nghiệp. Hắn là đế quốc học viện sinh viên tốt nghiệp tốt nghiệp 10 năm sau, dốc sức làm thành trung giáo hàm, linh vương cảnh năm sao cường giả. Cũng khéo, Khương học trưởng thật đúng là ở. Cũng không biết vị nào xem náo nhiệt người, đem Khương học trưởng cấp hô qua tới. Đơn tĩnh phỉ mơ hồ ở trong đám người nhìn đến tả thanh loan thân ảnh, nhưng là đương nàng cẩn thận tìm thời điểm tựa hồ lại tìm được tả thanh loan. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt, đơn tĩnh phỉ rụi rụi mắt tự mình hoài nghi nghĩ. Mà giờ phút này, trong đám người Tả Thanh Loan, lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm Phượng Vũ tựa như một cái dấu ở trong đám người rắn độc. Tùy thời sẽ nhảy dựng lên, dùng răng ngọc phệ cắn người loại cái loại này rắn độc. Phượng Vũ cũng không biết Tả Thanh Loan tồn tại, nàng hiện tại chỉ nghĩ dùng ân chương đổi tích phân, dùng tích phân đổi quân hàm. Chính là những người này trong ba tầng ngoài ba tầng đưa bọn họ đoàn người vây quanh ở bên trong, nàng nghĩ ra đi đều khó. Thậm chí nàng tưởng nói một lời đều khó thật là thực phiền ai. Liền ở phượng vũ chuẩn bị phát tác thời điểm vị kia Khương học trưởng bị lan học tỷ kéo qua tới. Khương Trung giáo đứng ở phượng vũ trước mặt nhìn nàng. Lan học tỷ đối Khương Trung giáo nói vị này chính là phượng vũ cô nương lạc nghe nói nàng đặc biệt tích khi dễ đông phương cô nương đâu. Nghe nói phía trước còn đem đông phương cô nương cấp khi dễ khóc đâu. Tại đây ô xào hàng rào, đông phương cô nương liền đơn chỉ một người, chính là phương đông tím vận mà vị này Khương Trung Giáo là phương đông tím vận điên của người theo đuổi. Phía trước Phượng Vũ không ở thời điểm Khương Trung Giáo liền bởi vì phương đông tím vận quan hệ đối Phượng Vũ đại thêm trào phúng. Ta nhớ ra rồi là ngươi, sở cù một phách đầu, cả người một cái giật mình. Hắn đối Phượng Vũ nói tiểu vũ tỷ, người này đối với ngươi tràn ngập địch ý, hắn không phải người tốt. Phía trước ngươi ở không ngày lâm thời điểm, người này liền rõng rạc nói ngươi muốn chết ở không ngày lâm, ra không được. Hơn nữa hắn còn nói, người một cái ở giáo sinh tính thứ gì, người ít nhất muốn 10 năm mới có khả năng tấn chức đến trung giáo. Hắn còn nói sợ cụ trí nhớ hảo. Hắn đem khương trung giáo phía trước nói qua nói, toàn cấp phượng vũ thuật lại một lần. Phượng vũ nhìn khương trung giáo, chỉ cảm thấy đau đầu. Nàng bồn không nghĩ trêu chọc người, nề hà những người này như thế nào liền trước phó mới xuất hiện tới trêu chọc nàng đâu. Nàng thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Thêm hai tấu chương xong. Chương 3127 quân chương còn có thể còn trở về ba. Nhưng mà nhưng chia làm còn không có mở miệng, Khương Trung Giáo cũng đã hắc sụ mặt nhìn chằm chằm Phượng Vũ, người đem Phương Đông chọc khóc. Người khác kêu Đông Phương cô nương, nhưng là Khương Trung Giáo lại trực tiếp kêu Phương Đông, có vẻ hắn cùng Phương Đông tím vận quan hệ thân mật đến không được giống nhau. Phượng Vũ nhíu mày ngươi thích nàng. Khương Trung Giáo không chút nào che giấu chính mình thích là ta phi nàng không cưới. Phượng Vũ, như vậy a à. Phượng Vũ còn chưa nói xong, một bên Tôn Du đột nhiên kinh hô, vừa rồi Lan học thì không phải nói, đây là phản bội đế quốc học viện sao. Khương học trưởng như vậy không được đi. Không hổ là nhà mình tiểu đồng bọn, hố khởi người khác tới không nương tay a. À. Phượng Vũ tán thưởng ánh mắt nhìn Tôn Du liếc mắt một cái. Những người khác cũng đều đi theo ồn ao. Phượng Vũ lúc này cũng không phải là một người, nàng chính là có một đoàn tiểu đồng bọn Phượng Vũ đại lão. Lan học thì tức khắc trên mặt không mặt mũi. Khương Trung giáo cười lạnh nhìn chằm chằm Phượng Vũ tiểu cô nương, người thực thông minh, hiểu kích động người khác cảm xúc. Nhưng là này đó đều là chút tài mọn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt ngươi, bất kham một kích. Ta, à, Khương Sở Tiên, Linh Vương cảnh năm sao, Trung giáo hàm. Ngươi đâu? khương học trưởng trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm phượng vũ ở giáo sinh thực lực đâu lan học tì phía trước nàng ở chiến đấu trên đài vừa vạn tấn trước đến linh vương cảnh nhị tinh tấm tắc khương học trưởng trào phúng biểu tình không chút nào che giấu mới linh vương cảnh nhị tinh a liền như vậy điểm thực lực cũng dám ra tới khoe khoang khương học trưởng trào phúng ánh mắt từ phượng vũ trên người truyền rời đến nàng phía sau một đám tiểu đồng bọn thường. một đám ở giáo sinh tiểu đệ tấm tắc rất là uy phong sao Khương Học trưởng xem trước mắt nhóm người này, người quả thực giống đang xem con kiến giống nhau, cái loại này khinh miệt ánh mắt, là từ trong xương cốt lộ ra tới. Tôn Du Sở của bọn họ bị Khương Học trưởng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ khí ngực đều phải nổ mạnh. Phẫn nộ, nghẹn khuất, không cam lòng ở bọn họ ngực ấp ù, hảo tưởng tốt nghiệp. Hảo tưởng tấn chức, hảo tưởng hung hăng trừ vị này Khương Học trưởng mặt a a a a. Cố tình lúc này, Lan Học tỷ còn đi theo chào phúng thưởng. Khương học trường, nàng cũng liền chút thực lực ấy, cũng chưa tư cách tốt nghiệp đâu, khi nào tốt nghiệp nàng mới có thể tính cá nhân đi. Lan học thì ánh mắt đồng dạng khinh miệt, nàng là thiếu tá hàm. Ai nói nàng không thể tốt nghiệp, Dương uyển phẫn nộ ánh mắt nhìn chầm chầm Lan học thì ta nói nàng có thể. Nói xong, Dương uyển từ ống tay áo chung lấy ra một cái tinh xảo hộp đôi tay đưa cho Phượng Vũ, đây là phía trước ngươi giết kia mấy cái đông tang quốc kẻ ám sát bọn họ quân trương chúng ta đều giúp ngươi thu hồi tới cho ngươi lan học thì sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi cái này dương Uyển là cố ý cùng nàng đốn nghịch sao đúng lúc này một bóng người chen vào tới xác thật phía trước cùng phượng vũ cùng nhau mẫn học trưởng mẫn học trưởng đem chính mình trong tay phân đến quân chương cũng đưa cho phượng vũ phượng tiểu vũ đồng học này mấy cái quân chương cũng là phía trước ngươi sát đông tang quốc kẻ ám sát thời điểm từ bọn họ trên người lấy ta vẫn luôn thế ngươi bảo tồn vô dụng ngươi cầm phía trước quân trương, bởi vì lan học tỷ bị trần tử vân buộc ký từ bỏ hiệp nghị ứng nguyên tự động không cần cho nên cũng chỉ có trần tử vân cùng mẫn học trưởng phân trần tử vân cũng tự động không cần vì thế cuối cùng mẫn học trưởng một người độc tài bất quá mẫn học trưởng là cái thiện lương người hắn vẫn luôn bảo quản vẫn luôn không có đổi cũng chỉ vì chờ phượng vũ trở về tướng quân chương còn cho nàng Phượng Vũ như thế nào cũng chưa nghĩ đến thêm ba tấu chương xong. Chương 3128 đem bao tải cởi bỏ bốn. Gấp đi ra ngoài quân chương, ở thời khắc mấu chốt còn có thể còn trở về. Không phải nói quân chương rất khó đến sao. Lan học thì sắc mặt rất là khó coi, ngữ khí trào phúng, liền tính bọn họ đem chính mình quân chương tiết kiệm được tới cấp ngươi thì thế nào, người nhiều nhất cũng gần chỉ có thể tốt nghiệp thôi đến nỗi thiếu tá hàm người đừng có nằm mộng gần chỉ là tốt nghiệp phượng vũ ngẩng đầu ánh mắt nhìn lan học tỷ lan học tỷ trong mắt là khinh thường cười lạnh nàng ánh mắt truyền hướng khương trung giáo cũng là khinh thường cười lạnh nàng ánh mắt lại truyền nhìn đến đơn tĩnh phỉ thậm chí ở trong đám người nhìn đến tả thanh loan phượng vũ ánh mắt cùng tả thanh loan ánh mắt ở giữa không trung đối diện tả thanh loan đối nàng ánh mắt không tránh không né nàng nhìn chằm chằm phượng vũ, giống như rắn độc giống nhau. Chào phúng trung mang theo dữ tợn vặn vẹo cười lạnh, nàng đang chờ xem phượng vũ chê cười. Phượng vũ ánh mắt ở truyền, nàng thấy được chính mình các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ quan tâm mà lại lo lắng ánh mắt, làm phượng vũ trong lòng lại ấm lại ngọt. Phượng vũ chợt cười, đối sở cù nói. Đừng ngồi, sở cù, a à, vừa rồi hắn chạm mệt mỏi, lại ngồi ở bao tải thường hắn thực nghe lời, chạy nhanh từ bao tải thượng đứng lên. Phượng Vũ dùng phức tạp ánh mắt nhìn sở cù, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đem bao tải cởi bỏ. Sở cù thực nghe lời, Nga, không có dư thừa lời nói, không có dư thừa động tác, sở cù trực tiếp liền đem bao tải mở ra. Chính là, đương bao tải mở ra sau. Đại gia kỳ thật đối cái này bao tải cũng không dám hứng thú, cho nên xem đều không có nhìn qua liếc mắt một cái nhưng là sở cù lại như là lửa đốt con khỉ mông dường như cả người đều nhảy đi lên ai ta tiên a à? hiện trường thực an tĩnh sở cù thanh âm cơ hồ đâm thủng tận trời thanh âm này dọa đại gia nhảy dựng tôn du vội vàng kéo sở cù mới không làm hắn ngã ra đi làm sao vậy làm sao vậy phát sinh chuyện gì sở cù run rẩy ngón tay chỉ vào bao tải xem mau xem các ngươi mau xem a à. rốt cuộc là cái gì kích động như vậy bởi vì bao tài khẩu cũng chỉ khai một chút cho nên không để sát vào nói là thấy không rõ lắm. Lan học tình nhíu mày, giả thần giả quỷ, kích động thành như vậy. Chẳng lẽ này vẫn là một bao tài địch quân quân chương không thành? Sở cù dùng thần kỳ ánh mắt nhìn vị này Lan học tỷ. Lan học tỷ bị sở cù ánh mắt xem nội tâm có điểm hoàng gì tình huống. Mà lúc này, đại gia đã biết gì tình huống. Bởi vì tôn du đã thâm chịu đem bao tài khẩu cấp lột ra như vậy đại một cái khẩu từ lộ ra tới, bên trong đồ vật nơi nào còn có thể thấy không rõ lắm. Quân chương, Đông tang Quốc đặc có quân chương, nếu chỉ có mấy chỉ cũng liền thôi, nhưng hiện tại suốt một bao tải. Thấy như vậy một màn người tất cả đều giống bị điểm huyệt đạo giống nhau, yên lặng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Bốn phía chết giống nhau yên tĩnh mọi người đều cho rằng chính mình hoa mắt. Không phải chính mình hoa mắt đó chính là thế giới này điên rồi có lẽ khả năng đại khái cũng chỉ có tầng ngoài là quân chương đi. Lan học tỷ lừa mình dối người. Liền tính tầng ngoài quân chương kia cũng là rất nhiều đi. Cũng đủ đổi một cái trung giáo ra tới đi. Lan học tỷ người bên cạnh nói một câu. Khương trung giáo đang chờ xem phượng vũ chê cười đâu. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên còn có này vừa đi tức khắc mày nhíu chặt. Nhất kích động người không gì hơn sở cù. Hắn đã kích động nói năng lộn xộn. Ta, ta 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 phía trước ngồi ở bao tài thượng ta còn ngồi rất nhiều lần oa ta ô ô ô thêm bốn tấu chương xong. Trường 3129 xếp hàng ngồi phân quả quả năm. Sở cù gắt gao túm tôn du, chỉ vào bao tài ta mông ngồi trên đi, rất nhiều lần ta thiên a à. Ta mông như vậy quý giá nhưng như thế nào phá. Lão tử chính là ngồi quá quân trương đôi người. Này nghiêu có thể thổi cả đời a à? Tôn du phức tạp ánh mắt nhìn sở cụ hắn nói không sai, này nghiêu xác thật có thể thổi cả đời mà lúc này, đại gia ánh mắt đều nhìn phượng vũ, vô cùng sùng kinh ánh mắt nhìn nàng đặc biệt tôn du này mấy cái từ hình phạt đường vẫn luôn theo tới đổi đại sành các bạn nhỏ ở đế đô đế quốc học viện chiến đội tái thời điểm bọn họ liền biết phượng vũ lợi hại lấy sức của một người cuồng tấu đối phương năm người nhưng lợi hại về lợi hại cũng không lợi hại đến bây giờ như vậy a à, xông vào hình phạt đường chém giết đông phương cô nương ngạnh dỗi đông phương đại trưởng lão còn từ nàng trong tay ngạnh hố đến một cái linh nguyên tinh quạng hiện tại đổi đại sảnh lại là một bao tài địch quân quân chương. Thần A, là, một ma túi A, còn không phải là trên cùng một tầng phô sao. Lan học thì cười lạnh, quân chương chính là phân cấp bậc. Huân chương cũng là chương, này mặt trên có lẽ lăn lộn rất nhiều huân chương đi. Đồng tang quốc cùng quân võ đế là giống nhau, cũng có trường học, cũng có ở giáo sinh. Cho nên bọn họ ở giáo sinh huân chương, cũng là không đáng giá tiền không không phải đơn tĩnh vì tiến lên một bước nhìn lướt qua sau hạ giọng nói cho lan học tỷ kia mặt trên tất cả đều là quân chương toàn bộ đều là lan học tỷ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng phượng vũ trong lòng cười thầm này đó quân chương đều là nhà nàng đáng yêu nhất thiếu niên phong tiểu tầm từng con nhặt hắn sao có thể nhặt cái loại này huân chương góp đủ số đâu cho nên toàn bộ đều là quân chương hơn nữa vẫn là rất đáng giá cái loại này lan học thì ho nhẹ hai tiếng liền tính toàn bộ đều là quân chương thì tính sao bình thường quân chương lại không đáng giá tiền lạc tôn du liếc lan học thì liếc mắt một cái lan học thì Người cũng mới là thiếu tá hàm đi liền như vậy khinh thường thiếu tá hàm lan học thì thiếu chút nữa bị sặc tử phượng vũ này đó tiểu huynh đệ nhóm đều là cãi nhau trường học tốt nghiệp sao như thế nào nói chuyện một cái so một cái nghẹn người đâu lan học thì cười lạnh ai biết phía dưới đều là chút thứ gì bỏ thêm vào, thật giả lẫn lộn đâu. Phượng Vũ cũng không nhiều lắm lời nói, sách lên bao tài liền tại chỗ thượng đảo. Xôn sao tôn quý quân trương, liền như vậy xôn sao ngã trên mặt đất đảo thành một đống. Tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Phượng Vũ. Vì cái gì Phượng Vũ đảo quân trương tư thế, tựa như ở đảo hòn đá nhỏ dường như. Như thế thô cuồng, lỗ mãng. Giờ phút này, thường thường có hút không khí thanh âm vang lên. Này! này không phải bình thường quân chương a à. này đại bộ phận đều là trung giáo hàm a à. này mẹ nó cư nhiên còn có thượng giáo hàm ta sát còn có đại tá vui đùa cái gì vậy đâu đại gia khiếp sợ thanh âm hết đợt này đến đợt khác chính là không ai dám đi lên đoạt bởi vì đây là đội đại sành ai dám lỗ mãng trực tiếp loát quân hàm ném ra hòa bình thảo nguyên cái loại này mà lúc này khương trung giáo mặt toàn bộ đều tái rồi vừa rồi hắn còn nghi ngờ phượng vũ Hắn còn nói, Phượng Vũ muốn tấn chức trung giáo ít nhất 10 năm trở lên chính là hiện tại nàng trong tay này đó quân trương, mẹ nó lão giá trị tích vân, này nếu là đổi xuống dưới. Tướng quân hàm đều là thỏa thỏa. Thiên. Về sau kêu Phượng Vũ, chẳng phải là muốn kêu tiểu Phượng tướng quân. Khương trung giáo thật sự muốn khóc. Chính là, làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Phượng Vũ cư nhiên làm ra một cái hành động. Phượng Vũ bắt đầu điểm danh, ứng nguyên, Mẫn Học trưởng, Tống Muốn, Dương Uyển thêm Nam Tấu Trường xong. Chương 3130 tiểu vũ cô nương này không được sáu. Phượng Vũ bắt đầu điểm danh, ứng nguyên, Mẫn Học trưởng, Tống Muốn, Dương Uyển, Phượng Vũ nhìn đến Thịnh Trường Thiên, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm tên của hắn, Thịnh Trường Thiên. Thịnh Trường Thiên a, à, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn Phượng Vũ, không biết nàng muốn làm gì phượng vũ thổ hào phất tay đi đi làm gì đi quân chương nắm bắt được nhiều ít liền nhiều ít nhớ kỹ chỉ có thể nắm nga phượng vũ này linh cảm nơi phát ra với kiếp trước nàng nhớ rõ kiếp trước có cái loại này thổ hào công ty họp thường niên thời điểm đem tiền mặt bỏ vào một cái dương làm công nhân đi bắt bắt được bao nhiêu người dân tệ đều về gửi mấy oa cái loại cảm giác này quả thực không cần quá bổng nga cách cái gì mọi người đều dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn phượng vũ chào chào nắm này này như vậy hào sao thịnh trường thiên bị phượng vũ khiếp sợ đã cả người đều không tốt bởi vì lúc trước mới vừa gặp mặt ấn tượng đầu tiên hắn nhìn phượng vũ tựa như xem một con tiểu con kiến mà hiện tại thịnh trường thiên hiện tại nghĩ đến qua đi liền tưởng chụp chết đã từng thiểu năng trí tuệ chính mình vì công bằng khởi kiến phượng vũ làm sở của tướng quân trương lại nhặt về bao tải đi sở của cùng tôn du, một cái lột ra bao tài khẩu tử, một cái hướng bao tài khẩu tử trang quân trương. Giảng thật bọn họ trang quân trương bộ dáng, không biết người liếc mắt một cái nhìn lại còn tưởng rằng bọn họ ở trang khoai tây đâu. Đổi đại sảnh người, hiện tại ai còn bình thường đi đổi a à? Toàn hướng bên này xem náo nhiệt tới. Còn có không ít người hô bằng gọi hiểu cho nhau thông chi. Bởi vì hôm nay này náo nhiệt sợ là trăm năm khó gặp hào khí quân trương nạp lại hảo đâu, phượng vũ ý bảo nàng điểm quá danh này vài vị xếp hàng. Đến nỗi lan học tỷ bọn họ. Phượng vũ rất kỳ quái ngó bọn họ liếc mắt một cái, những người này ở lúc ban đầu khiếp sợ sau thế nhưng không có trộm trốn đi. Bọn họ suy nghĩ cái gì đâu, phượng vũ không có không phản ứng bọn họ, nàng hiện tại nhưng vội vàng đâu. Dương Uyển rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình không phải đang nằm mơ sau, nàng liên tục chối từ tiểu vũ cô nương, này không được, này không được phượng vũ. Chính là. Dương Uyển cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, lúc ấy ngươi đã cứu chúng ta toàn đội người, chúng ta giúp ngươi bảo quản quân chương mà thôi, nơi nào còn dám chịu hồi báo. Ngươi ân cứu mạng mới là chúng ta kế tiếp muốn báo đáp. Còn lại người cũng đều sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình vô công bất thụ lộc. Phượng Vũ nhìn bọn họ, nghiêm túc nói, yên tâm đi, này đó quân trương tất cả đều là nhặt, không phí nhiều ít sức lực. Đang ở đi tới phong tầm thiếu chút nữa bước chân vừa trượt té ngã trên mặt đất. Nhặt đương nhiên là nhặt nhưng như thế nào liền không tốn nhiều ít sức lực. Hắn chính là ở thần thánh hoàng nhện chảy nước miếng nhìn chằm chằm hắn dưới ánh mắt ở run bần bật trung nhặt nhưng hao phí sức lực. Thẳng đến Phượng Vũ sụ mặt, này đó các bạn nhỏ rốt cuộc ý thức được Phượng Vũ là thật sự muốn đem quân trương đưa bọn họ chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết người tốt có hảo báo sao? Vì thế, đại gia xếp thành hàng, vô cùng cao hứng từng cái đi lên nắm. Kỳ thật quân chương vẫn là không nhỏ, cho nên mỗi người một phen. Kỳ thật bắt không được quá nhiều, nhiều nhất có thể tấn chức một cấp bậc liền không tồi. Chủ yếu vẫn là muốn xem vận khí, nếu bắt được thượng giáo hàm hoặc là đại tá hàm vậy lợi hại. Chờ Dương Uyển bọn họ chào xong, vô cùng cao hứng đi đổi sau, Phượng Vũ nhìn nhà mình tiểu đồng bọn. Kỳ thật nàng ở dương biển bọn họ chào thời điểm, ánh mắt vẫn luôn có ở quan sát tôn du bọn họ. Phượng Vũ cũng không phải một cái không có tâm tư người thêm sáu. Không điểm còn có một chương Nga tấu chương xong Chương 3131 vậy trước thượng giáo đi bảy nàng tưởng giúp chính mình tiểu đồng bọn, nhưng nàng không nghĩ dưỡng ra một cái bạch nhãn lang tới, cho nên nàng ba nhân đều sẽ lựa chọn tâm tư thuần thiện người hỗ trợ. Cho nên đương nàng nhìn đến chính mình các bạn nhỏ kia từng đôi năm tháng tĩnh hào ánh mắt khi nàng rốt cuộc yên tâm. Kế tiếp ta tiếp tục điểm danh. Lúc này đây, Phượng Vũ Điểm chính là bọn họ chiến đội thành viên. Chiến đội mỗi cái thành viên đều có thể chào hai thanh. Xa gần thân sơ, Phượng Vũ chính là phân rất rõ ràng. Này trong đó, nàng thân cận nhất Trần Tử Vân, Tôn Du còn có sở cù, có thể chảo tam đem. Đến nỗi bắt được loại nào cấp bậc quân hàm, liền xem chính bọn họ. Vừa lật quân chương phân xuống dưới. Đến cuối cùng, kia bao tài còn dư lại non nửa. Bất quá các bạn nhỏ kết quả đã ra tới. Dương Uyển bọn họ quả nhiên mỗi người đều tấn chức một cái quân hàm, trên cơ bản đều bay lên đến trung giáo hàm. Trần Tử Vân bọn họ tám người, đầu tiên, toàn bộ tốt nghiệp. Tiếp theo, mọi người tại chỗ tấn chức vì thiếu tá hàm. Kỳ thật đại gia quân chương đều còn lưu có không ít tích phân, bọn họ không vội với đi lên trên, bởi vì thực lực không đủ, lại đi lên trên cũng là cái thùng rỗng, có ý tứ gì đâu. Vì thế, mọi người đều đem tích phân lưu lại, đổi các loại tu luyện tài nguyên. Cuối cùng, đến phiên Phượng Vũ. Phượng Vũ kéo bao tải đi đến đổi cửa sổ. Tổng cộng có ba cái cửa sổ, Phượng Vũ nhìn lướt qua, cửa sổ một là nữ sinh, cửa sổ nhị là nam sinh, cửa sổ tam là nữ sinh phượng vũ quyết đoán lựa chọn trung gian cửa sổ chính cái gọi là đồng tính tương mắng khắc phái tương hút phượng vũ đã sớm biết đối nàng lòng mang thiện ý khắc phái cực hiếm lạ mỗi một cái đều đáng giá bảo hộ mà nam sinh đối nàng lòng mang thiện ý liền nhiều rất nhiều trong đám người lan học thì sắc mặt trở nên phi thường khó coi rõ ràng rõ ràng nàng cũng là chiến đội một viên vì cái gì ứng nguyên có mẫn đồng học có trần tử vân có mọi người đều có liền duy độc nàng không có này không công bình. Lan học thì gắt gao, chừng mắt phượng vũ chờ mong nàng sẽ lương tâm phát hiện, quay đầu kêu chính mình. Chính là không có, phượng vũ nàng chính là cố ý, nàng chính là cố ý nhục nhã chính mình. Nghĩ vậy, Lan học thì hận phượng vũ chi tâm càng là hừng hực bốc cháy lên. Nhìn đến phượng vũ kéo non nửa cái bao tải đi lên, đổi đại sảnh vị này ổn định thu trung giáo trong mắt phức tạp liền rất rõ ràng. Trên thực tế phía trước phượng vũ kia hào khí phân quân trương thời điểm, mọi người đều nhìn đâu, hắn xem trong lòng đều hâm mộ ghen ghét muốn điên rồi. Thật hận không thể chính mình là phượng vũ tiểu đồng bọn đâu. Hắn hai vị đồng liêu, vừa rồi xem phượng vũ ánh mắt liền cùng kim đâm dường như, ghen ghét đỏ mắt bộc lộ ra ngoài. Khủ khủ, ổn định thu trung giáo ho nhẹ một tiếng. Sửa sang lại phía dưới bộ có chút cứng đờ biểu tình, đối phượng vũ triển khai tươi cười. Phượng vũ đồng học ngươi hào nha. Phượng Vũ ngạc nhiên, ngươi nhận thức ta sao? ổn định thu trung giáo cười, ngươi ở đổi đại sảnh nháo ra lớn như vậy động tĩnh, tưởng không biết ngươi đều rất khó a. À. Bất quá thiếu nữ lớn lên vốn là tuyệt sắc, hơn nữa vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng ngao ô như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu lại lợi hại như vậy thiếu nữ. Phấn phấn, có cái gì có thể giúp ngươi sao? ổn định thu trung giáo tươi cười thẳng tới đáy mắt đem này đó quân chương toàn bộ đổi thành tích vân sau đó ta muốn tấn chức đến ách phượng vũ cẩn thận suy xét một chút sau đó nói vậy trước thượng giáo đi phốc trong đám người khương trung giáo thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới trước trước thượng giáo đi ngươi mấy cái ý tứ a à, ngươi ý của ngươi là ngươi tưởng tấn chức đến đại tá thậm chí tướng quân đều có thể nhưng là hiện tại lại cố mà làm trước tấn chức đến thượng giáo thêm 7, ps này đoạn cốt truyện thật sự rất cần thiết không có một tầng tầng trải chăn nào có xoay ngược lại sảng khoái đâu khả năng có chút tiểu khả ái chỉ ái xem quân tiểu làm diễn nhưng này bổn chủ đề là tiểu phượng vũ không ngừng vươn lên phấn đấu không ngừng chuyện xưa nha hiện tại hòa bình thảo nguyên địa lý thượng vị trí trình tự giá cấu sắp dựng hào nhân vật bắt đầu dần dần lên sân khấu ở giáo sinh sinh viên tốt nghiệp linh vương cảnh trưởng lão linh lãnh thổ một nước đại trưởng lão viện trưởng đại nguyên soái từ từ phe phái chi phân, nhân vật vị trí cao thấp chậm rãi cũng đều xây dựng ra tới. Hòa bình thảo nguyên đại địa đồ, chậm rãi triển khai, đại cốt truyện cũng đem chậm rãi mở ra. Xuất sắc còn ở phía sau đâu? PS, còn nhớ rõ phía trước cho các ngươi nhắn lại khai giảng đi, đại bộ phận tiểu khải 25 trước sau muốn đi lạc cho nên đây là tới gần khai giảng bảo càng phúc lợi chính là vừa đổi mới nhiều đi, lại có cực cá biệt tiểu khả ái kêu biển rộng a à. tất cả đều là thủy, cũng là thực bất đắc dĩ, khóc chít chít yên tâm lạp. Chờ khai giảng liền không có nga bảo càng quá hao tổn thân thể, bạo không dậy nổi. Tấu chương xong. Chương 3132 Phong tiểu tầm nơi này nơi này một ý của ngươi là ngươi tưởng tấn chức đến đại tá thậm chí tướng quân đều có thể nhưng là hiện tại lại cố mà làm trước tấn chức đến thượng giáo mọi người đều dùng quái dị ánh mắt vọng phượng vũ ổn định thu trung giáo đều bị phượng vũ kinh tới rồi trước trước thượng giáo ổn định thu nhìn phượng vũ huân chương không tật xấu a xác thật là ở giáo sinh phía trước nàng tiểu đồng bọn đổi thời điểm nhưng đều chỉ đủ bay lên đến một bậc quân hàm phượng vũ không có dư thừa vô nghĩa trực tiếp đem toàn bộ bao tải đưa qua đi trước đổi thành tích phân đi ổn định thu nhìn hơn một nửa bao tải quân hàm mặc hắn sờ sờ cái mũi tò mò hỏi phượng vũ mạo muội hỏi một câu này đó quân chương chỗ nào tới sao người chung quanh tất cả đều dựng lên lỗ tai nghe bọn họ tò mò a à. phượng vũ nhặt a à, nhặt nhặt thật là nhặt a à. vây xem quần chúng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng ổn định thu trung giáo hỏi mau nhanh lên hỏi là nơi nào nhặt a a a a tốt như vậy nhặt mọi người đều đi nhặt a a a a ổn định thu trung giáo thật đúng là không cô phụ đại gia chờ mong hắn thật hỏi ra tới này cái này mạo muội hỏi lại một câu này đó quân chương chỗ nào nhặt sao hỏi ra vấn đề này ổn định thu trung giáo chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng da mặt rất mỏng hắn tráng nõn trên mặt hiện lên một mặt màu đỏ nhạt ai ngờ Phượng Vũ lại một chút đều không cảm thấy khó xử, nàng bàn tay vung lên, thần thánh hoàng nhện lâm. Thần thánh hoàng nhện lâm, nghe giống như có điểm quen tai A, à, nắm thảo, kia không phải bảy đại yêu vương chi nhất thần thánh hoàng nhện lĩnh vực sao? Thần thánh hoàng nhện này mẹ nó là linh lãnh thổ một nước đỉnh thực lực đi. Nói không chừng đã là linh thánh cảnh nắm thảo nắm thảo nắm thảo. Này cũng thật là đáng sợ đi, này như thế nào nhặt được? từng đôi ngạc nhiên ánh mắt nhìn phượng vũ chờ mong nàng giải đáp phượng vũ thậm chí từ bọn họ trong mắt nhìn ra một loại tâm tư dẫn bọn hắn đi nhặt phượng vũ cũng không nên làm việc này vạn nhất thật chọc thần thánh hoàng nhện không cao hứng nó một ngụm đem này đó các bạn học cấp ăn không nói dỡn loại này khả năng tính rất cao phượng vũ vừa nhấc mắt liền nhìn đến trong đám người xuất hiện quen thuộc thân ảnh phong tiểu tẩm phong tiểu tẩm phượng vũ đối nhà nàng ca ca vẫy tay phong tiểu tẩm đại gia còn tưởng rằng Phượng Vũ ở tiếp đón ai đâu, vừa quay đầu lại ta cái sát. Này không phải phong tiểu vương ra sao? Gió lớn nguyên xoáy ra tiểu quả hồng A. À? Tuy rằng nói ở hòa bình thảo nguyên hết thảy xem quân hàm, không nhìn ra thân ra thế, nhưng như thế nào có thể thật sự không xem đâu. Vị này chính là gió lớn nguyên xoáy đích ruột thịt bảo bối nhi từ A. À? Từ từ, vừa mới phượng vũ kêu phong tiểu vương ra gì tới? Phong tiểu tầm này kêu giống như là kêu tiểu bằng hữu giống nhau phong tiểu vương gia chính là không ai bì nổi thế gia thiếu gia nghe sẽ bạo nộ đi đã có thể ở đại gia lo lắng thời điểm chúng ta phong tiểu tầm ca ca liên tiếp thoán tiểu toái bộ chiều phượng vũ chạy như bay mà đến nhà của chúng ta tiểu a vũ a người như thế nào tại đây phong tiểu tầm hưng phấn nhìn nhà mình muội tử qua wow, bất cứ lúc nào nhìn đến nhà mình muội tử đều cảm thấy nàng là nhất đẹp nhất đâu đây chính là nhà hắn muội tử, hắn, gia tích. Phong tiểu tầm kia vẻ mặt ta muội muội ta tự hào bộ dáng, quả thực không mắt thấy. Trong đám người, Lan học thì cùng Khương Trung giáo, sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Phượng Vũ bắt được rất nhiều quân trương còn chưa tính, chính là nàng hiện tại cùng phong tiểu vương ra đi như vậy gần, là mấy cái ý tứ. Đặc biệt là Khương Trung giáo, hắn vẫn luôn nghĩ các loại biện pháp tưởng tới gần thái tử đảng, vẫn luôn không được môn mà nhập bắt đầu càng lạp làm buồn manh đợi lâu lạp sao sao tấu chương xong. Trường 3133 nàng dư lại tích phân còn có rất nhiều ước chừng có hai. Khương Trung giáo vẫn luôn tưởng trà trộn vào thái tử đảng nhưng hắn chính mình hỗn không đi vào bởi vì quân điện hạ can bản là bất cận nhân tình cho nên khương trung giáo đánh chủ ý là tiếp cận phong tầm tiểu quả hồng trở thành thế tử bên người người như vậy không phải gián tiếp trở thành quân điện hạ người sao vì thế khương trung giáo còn riêng tiếp cận hách liên trạch hàng hách liên trạch hàng là ai đâu đây là một vị thượng giáo linh vương cảnh thất tinh thực lực rất cường đại tồn tại khương trung giáo hiện tại ôm đùi người kia hách liên trạch hàng ra ra chính là hách liên đại trưởng lão cho nên Khương Trung giáo trước ôm hách liên trạch hàng, tiếp cận hách liên đại trưởng lão, sau đó tiếp cận phong tầm tiểu quả hồng, cuối cùng trở thành quân điện hạ người. Hắn muốn giống ốc sen giống nhau, từng bước một chậm rãi hướng lên trên bò. Chậm một chút không quan trọng, bởi vì đây là hắn cả đời vì này phấn đấu mục tiêu. Mà hiện tại, phong tầm xuất hiện. Hắn hảo tưởng tiếp cận vị này phong tiểu vương ra. Nhưng là Khương Trung giáo nhìn đến phong tầm cùng Phượng Vũ đứng chung một chỗ nhìn đến hai người bọn họ kề vai sát cánh, hào không thân thiết. Nháy mắt, Khương Trung giáo như mang ở thứ, này Phượng Vũ nên sẽ không trước hắn một bước bế lên phong tiểu vương ra đi. Nghĩ vậy, Khương Trung giáo sắc mặt trắng bệch trắng bệch bởi vì hắn vừa rồi, đem Phượng Vũ đắc tội chết 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 gắt gao. Đến chạy nhanh hóa giải này phân thù hận lành nghề A. À. Khương Trung giáo trong đầu nhanh chóng suy tư thực mau, hắn một phách đầu có nhìn dáng vẻ phượng vũ hẳn là phong tiểu vương gia nữ nhân chi nhất ân liền như vậy làm khương trung giáo chạy nhanh chuẩn bị đi mà lúc này phượng vũ đang ở cho đại gia giới thiệu đây là phong tiểu tầm những cái đó quân chương đều là hắn nhặt các ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ hắn có vấn đề liền hỏi hắn đi nói xong phượng vũ đem phong tầm ném ở trong đám người mà nàng chính mình tắc tiếp tục tìm ổn định thu trung giáo đổi tích phân đi phượng vũ còn nhớ rõ đổi danh sách một cái đông tang quốc thiếu tá quân chương 600 tích phân. Một cái đông tang quốc trung giáo quân chương 3600 tích phân. Một cái đông tang quốc thượng giáo quân chương 12800 tích phân. Một cái đông tang quốc đại tá quân chương 48000 tích phân. Vì thế cuối cùng thống kê xuống dưới, Phượng Vũ tổng cộng đạt được 100 vạn tích phân, ổn định thu trung giáo tính tính, mặt nhiều mau tái rồi. Hắn quái gì ánh mắt nhìn Phượng Vũ, ngươi biết không? những cái đó trưởng lão đều không bằng ngươi vị này ở giáo sinh giàu có. Phượng vũ kia nhưng không, ta chính là có ca ca người. Ổn định thu trung giáo mặc hảo sau một lúc lâu hắn mới hỏi phượng vũ, ngươi xác định chỉ đổi đến thượng giáo. Lấy ngươi trong tay tích phân, hoàn toàn có thể đổi đến đại tá. Dựa theo tích phân đổi nhà mình bên này quân hàm tới nói tốt nghiệp yêu cầu 5.000 tích phân, thiếu tá yêu cầu 6.000 tích phân, trung giáo yêu cầu 36.000 tích phân, thượng giáo yêu cầu 128.000 tích phân, đại tá yêu cầu 480.000 tích phân. Nói cách khác, 10 cây đông tăng quốc quân chương, vừa vặn để phía chính mình cùng đẳng cấp quân hàm. Phượng Vũ nhìn đến chính mình 100 vạn tích phân cũng là có điểm khiếp sợ. Nàng nghiêng đầu chính mình nghĩ nghĩ, đổi thành đại tá có nhiên hào nhưng nàng hiện tại thực lực bãi tại đây. Linh vương cảnh năm sao, nếu muốn đi chấp hành đại tá cấp bậc nhiệm vụ, nàng sẽ chết. Nghĩ vậy, Phượng Vũ chạy nhanh lắc đầu, liền trước thượng giáo đi, này miễn cưỡng còn có thể hậu trụ, lại hướng lên trên liền gian nan, bước chân không thể mại quá lớn. Không cần thận xả đến kia gì liền không hào. Gì, ổn định thu trung giáo tỏ vẻ chính mình không nghe hiểu. Bất quá Phượng Vũ yêu cầu đổi thành thượng giáo quân hàm hắn là nghe hiểu. Thực mau chúng ta Phượng Tiểu Vũ Đồng Học chính là một vị quang vinh thượng giáo quan quân. Phần vai đeo tốt nhất giáo quân hàm, xoái khí cực kỳ. Hiện tại Phượng Vũ, nàng dư lại tích phân còn có rất nhiều, ước chừng có có toán học tốt tiểu khả ái sao, hỗ trợ tính hạ bái. Tấu chương xong. Trường 3134825000 không tích phân. Nàng dư lại tích phân ước chừng có 825.000. Ổn Định Thu Trung giáo lần thứ hai dùng khiếp sợ hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn Phượng Vũ không biết hách liên đại trưởng lão trong tay hoạt động tích phân có hay không Phượng Vũ nhiều. Thật là phú phú chết nghèo nghèo chết ổn Định Thu Trung giáo ở trong lòng yên lặng phun tào một câu. Phượng Vũ sốt cuộc đổi xong, đổi đại sảnh náo nhiệt rốt cuộc tan, Phượng Vũ xoa xoa giữa mày, buồn ngủ quá a. À nàng lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng đã lâu đều không có ngủ. Phía trước hợp với 10 ngày cấp quân lâm huyên luyện chế nửa bước thần cấp huyền nguyên đan, đi vào hòa bình thảo nguyên sau, nàng lại vội vàng thượng linh vương cảnh sơ cấp chiến đấu đài. Tranh đến cấp quân lâm uyên đưa dược cơ hội, lại sau đó chính là đi trước không ngày lâm. Không ngày trong rừng lại là một trận gà bay chó sủa Bàng đại nhân, thần thánh hoàng nhện, khổng tước yêu vương, tả khâu đại nhân lại là quân lâm uyên, lại là vớt trần tử vân lại là đổi đại sảnh phượng vũ sờ sờ bụng, hào đói. Rụi rụi mắt buồn ngủ quá. Ở ăn cơm cùng ngủ chi gian, phượng vũ không chút do dự lựa chọn ngủ. Chính là ngủ chỗ nào đâu. Phượng vũ rốt cuộc phát hiện một cái gian nan vấn đề, nàng đến cùng ô xào hàng rào sau. Còn không có đặt chân địa phương đâu. Phượng Vũ hỏi phong tầm, phong tầm nói thẳng, tìm quân lão đại A, à, quân lão đại kia có nguyên bộ sân, toàn hắn một người phượng vũ lắc đầu không được không được này trai đơn gái chiếc hào thuyết không dễ nghe a à, nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đâu về sau phải gả người đát phượng vũ ta hiện tại là thượng giáo ai ta hẳn là có chính mình trụ phòng ở đi phòng tầm nghĩ nghĩ thật là có dựa theo ngươi cấp bậc có thể có một bộ đơn độc phòng ở ngươi hiện tại muốn đi sao ta đưa ngươi qua đi phượng vũ hảo a à, hảo a à, ô xào lâu đài bên này tổng cộng chia làm đông khu cùng tây khu đông khu là quân bộ học viện rừng chân khu tây khu là đế quốc học viện rừng chân khu tây khu nội từ nam đến bắc phân biệt là truyền tống môn ở giáo sinh khu giáo quan khu quan tướng khu phượng vũ hiện tại chính là có quân hàm người tự nhiên trực tiếp liền đi giáo quan khu trần tử vân bọn họ đều kích động quay chung quanh ở phượng vũ bên người một đường vây quanh hắn bởi vì bọn họ từ hôm nay trở đi cũng đã tốt nghiệp lạp trở thành quang vinh vĩ đại đến không được giáo cấp quan quân lạp Phượng Vũ đoàn người rời đi, một đạo nóng rực mà độc ác ánh mắt vẫn luôn thật lâu nhìn chầm chầm Phượng Vũ, thật lâu nhìn chầm chầm đó là một đôi tôi độc đôi mắt. Giáo quan khu, Trần Tử Vân bọn họ đều là thiếu tá cấp cho nên trực tiếp vào thiếu tá quán. Mẫn học trưởng bọn họ hiện tại là trung giáo cấp cho nên vào trung giáo quán. Ứng nguyên nguyên bản là trung giáo hàm, bởi vì hắn đã linh vương cảnh 4 sao, chính là hắn lần này không có tấn chức mà là đem tích phân nắm chặt ở chính mình trong tay, cho nên hắn như cũ vẫn là trung giáo hàm. Phượng Vũ cùng phong tầm hiện tại đều là thượng giáo hàm, cho nên bọn họ hai người cùng nhau hướng lên trên giáo khu đi đến. Cái này khu vực nổi, mỗi người đều có chính mình một bộ phòng ở. Không những đống, mà là liên bài. Đây là người phòng ở, phong tầm quen cửa quen nẻo, cấp Phượng Vũ tìm một cái khoảng cách hắn phòng ở rất gần địa phương, làm Phượng Vũ dọn đi vào trụ, đây là 119 hào phòng, môn là dùng khắc văn khóa. Ngươi! Đúng lúc này, phong tầm huân chương vang lên một đạo dồn dập thanh âm. Phong tầm mày một thốc, hắn có khẩn cấp nhiệm vụ. Phượng vũ vỗ vỗ cánh tay hắn, nhiệm vụ quan trọng, ngươi mau vội đi thôi. Ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Phong tầm ngẩng đầu nhìn xem, nguyên bản muốn tìm cá nhân cùng đi phượng vũ xử lý rừng chân thủ tục nhưng không thấy được một cái người rảnh rỗi tấu chương xong. Trường 3135 cũng không biết cô nương này là cái gì bối cảnh một. Vì thế, hắn chỉ có thể vội vã công đạo phượng vũ, chúng ta là thượng giáo hàm, quản chúng ta lão đại là dương trí hồ, đại tá hàm, người nhớ rõ tìm hắn đưa tin. Phượng vũ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ta đã biết, ngươi mau đi đi, ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Phong tầm vẫn là có chút lo lắng, ngươi thật sự có thể. Phượng vũ ân ân ân, có thể có thể có thể phong tầm vẫn là có chút lo lắng dương chí hổ thực lực năng lực vẫn là không tồi bất quá có điểm lòng dạ hẹp hòi hơn nữa người này yêu nhất mặt mũi ngươi đừng rơi xuống hắn mặt mũi cái gì cũng tốt nói phượng vũ khốn đốn cả người đều vựng vựng hồ hồ vội đẩy phong tầm một phen mau đi mau đi phong tầm ngươi không chìa khóa vào không được a à, ngươi đi trước tìm dương chí hổ phượng vũ ân 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 phong tầm đồng đội đều đang chờ hắn hắn không thể không chạy nhanh rời đi Đến nỗi Phượng Vũ Phòng ở môn là dùng khắc văn chế tác người bình thường là không giải được. Nhưng là Phượng Vũ nàng từ trong lòng ngực móc ra thần hoàng bút tùy tay vẽ một cái khai. Kéo kẹt cửa mở. Phòng ở 100 mét vuông tả hữu mộc chất kết cấu, quét tước không nhiễm một hạt bụi, bài trí rất đơn giản, trên mặt đất phô gỗ thô sắc sàn nhà gỗ. Lướt mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ to như vậy sàn nhà gỗ ngoại cũng chỉ có đơn giản một giường, một bàn. Trống rỗng trên giường đã phô trắng nõn đệm chăn, Phượng Vũ nguyên bản còn không có như vậy vây, nhưng là nhìn đến giường liền đi không đặng. Nàng xoa xoa mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi qua đi. Thân mình dựa gần giường liền ngủ đi qua, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Nhắm mắt lại, Phượng Vũ liền ngủ đến trời đất u ám, không biết đêm nay là đêm nào Dương Chí Hổ ngồi ở chính mình doanh địa làm công khu nổi. Đổi đại sảnh thông chi hắn tân tăng một người thượng giáo vị này dương chí hổ đại tá vẻ mặt ngốc như thế nào lại đột nhiên nhiều một người thượng giáo còn có tên này hắn như thế nào trước nay không nghe nói qua sau đó dương chí hổ liền chờ a chờ a chờ vị này tên rất êm tai cô nương tới tìm hắn đưa tin sau đó nhất đảng đợi ba ngày ba đêm cũng chưa chờ đến dương chí hổ hắn này trong tay nhéo sở hữu phòng chống chìa khóa không ai tới bắt a kia chẳng phải là nói vị kia kêu phượng vũ cô nương mất tích dương chí hổ nhíu mày vị này phượng vũ cô nương rốt cuộc ra sao phương thần thánh nàng rốt cuộc đi đâu vậy hắn nhíu mày quyết định đi điều vị cô nương này hồ sơ tới nhìn nhìn kết quả hồ sơ không có phụ trách quản lý quan quân nói cho dương chí hổ dương chí hổ này như thế nào không có đâu chẳng lẽ là tuyệt mật vị này quan quân là hắn bạn tốt lặng lẽ nói cho hắn đi tìm ngang dài lão đi ngang dài lão có lẽ sẽ biết ngang dài luôn trưởng lão đoàn chi nhất cùng võ trưởng lão mặc trưởng lão chờ tề danh. Cùng thuộc về hách liên đại trưởng lão dưới. Dương Chí Hổ thật đúng là liền tò mò thượng, hắn chạy đi tìm ngang dài lão. Ai, ngang dài tay già đời lý chính nhéo một quả linh nguyên tinh, kéo kẹt kéo kẹt nhạc đâu. Nghe được Dương Chí Hổ nhắc tới một cái tên sau, thân mình đột nhiên ngồi thẳng. Phượng Vũ, một cái kêu Phượng Vũ cô nương. Dương Chí Hồ một bên nói một bên oán giận, cũng không biết cô nương này là cái gì bối cảnh, đột nhiên liền lên tới thượng giáo khu tới. Phía trước cũng không nghe nói trung giáo khu có nàng A. À. Dương Chí Hồ ở nhà mình lãnh đạo trước mặt cũng là cái làm nhảm, hắn thao thao bất tiệt ta còn chạy tới thiếu tá khu tìm, đều không có. Ta còn phiên phiên chúng ta trưởng lão đoàn các trưởng lão. Không một cái họ phượng A, à, lão đại, ngài nói chuyện này nhi cấp trình ngang dài lão dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn dương trí hổ tấu trương xong chương song. 3136 Phượng 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 Vũ 2 Ngang dài lão dùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn chính mình vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn bộ hạ, ngươi không biết Phượng Vũ. Dương trí hổ ta hẳn là nghe nói qua nàng sao. Ngang dài lão, ngươi cư nhiên thật sự không biết nàng. Dương Chí Hổ càng buồn bực, hắn còn không phải là ở không ngày trong rừng nhiều đãi nửa tháng sau như thế nào liền một bộ đổi trắng thay đen cảm giác. Ngang dài lão thấy Dương Chí Hổ thật sự không biết lúc này mới nói cho hắn cái này phượng vũ nha đầu nha ngươi xem cái này. Ngang dài lão cũng chưa nói khác lời nói chỉ đem trong tay kia khối nắm tay lớn nhỏ linh nguyên tinh đưa tới Dương Chí Hổ trong tay. Dương Chí Hổ nghi hoặc bình thường linh nguyên tinh không phải hẳn là chỉ có móng tay cái lớn nhỏ sao như thế nào? ngang dài lão chúng ta nhà mình khoáng sản ra dương chí hổ vẻ mặt không tin như thế nào sẽ chúng ta nhà mình quạng sản xuất linh nguyên tinh đều là ố vàng phẩm chất cũng không phải thực hảo hơn nữa cũng không có như vậy đại nha ngang dài lão cười ha ha đó là trước kia Người này nhận chi a à, quá cổ xưa dương chí hổ a à. ngang dài lão chúng ta đế quốc học viện tân nhiều một tòa quạng linh nguyên tinh quạng ngang dài lão đắc ý không chút nào che giấu Dương Chí Hổ khiếp sợ. Phải biết rằng, Linh Nguyên Tinh quảng loại sự tình này đó là có thể cử quốc khiếp sợ đại sự. Sao có thể hắn sẽ không biết? Tân Quảng, Tân Linh Nguyên Tinh Quảng, hách liên đại trưởng lão Tân phát hiện, Dương Chí Hổ nói chuyện đều cố tình đè thấp thanh âm. Ngang dài lão, không phải Tân đến Quảng, là từ ngang dài tay ra đời chỉ chỉ hướng đối diện một bên chỉ một bên nhạc ở người ngoài trước mặt ngang dài lão vẫn là thực nghiêm túc nhưng là ở người một nhà trước mặt hắn liền không che giấu nhạc cười ha ha chính là dương chí hổ không hiểu phải nói hắn căn bản sẽ không hướng cái kia phương hướng suy nghĩ cuối cùng ngang dài lão mới công bố đáp án nơi nào là tân phát hiện quạng từ quân bộ học viện kia lấy tới chính là số ba linh nguyên tinh quạng dương chí hổ không cười sụ mặt chừng mắt ngang dài lão hoành lão ngài lão đừng nói dỡn được không Điểm này đều không buồn cười. Ngang dài lão nhìn hắn, người cảm thấy đây là nói giỡn. Dương Chí Hổ, đương nhiên à. Ngang dài lão lại nghiêm túc nhìn hắn, này không phải vui đùa. Dương Chí Hổ biết một khi ngang dài lão nghiêm túc lên, khi hắn chính là đang nói nói thật. Cho nên, thật sự, đây là thật sự, Dương Chí Hổ thiếu chút nữa nhảy dựng lên quân bộ học viện như vậy hảo. Thế nhưng là một cái linh nguyên tinh quẳng cho chúng ta. Đại nguyên xoáy chính miệng đề ngang dài lão cười lắc đầu chúng ta đế quốc học viện một vị thiên tài ra mặt đến tới thiên tài dương chí hổ nghĩ nghĩ phía chính mình thiên tài phong tầm huyền dịch ngang dài lão lắc đầu nhan hàn ngang dài lão nhan hàn am hiểu khắc văn cùng việc này nhưng không dính dáng dương chí hổ vương chiêu nhạc ngang dài lão không đúng không đúng đều không phải dương chí hổ đó là ai không nghĩ ra được a à, ngang dài lão tên này ngươi tiến vào thời điểm liền nói dương chí hổ buồn bực hắn tiến vào thời điểm liền nói quá hắn tiến vào thời điểm nói qua ai tên không có a à ta không có nói qua ai tên a à, ngang dài lão vô ngữ nhìn chính mình vị này đắc lực cấp dưới ngươi không phải muốn tìm phượng vũ hồ sơ sao đúng vậy ta dương chí hổ thượng giáo lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây hắn dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn chính mình lão bản phượng 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 vũ thân là thượng giáo hàm, hắn bổn không nên hì nộ như thế hiện ra sắc chính là. Đoàn sủng tiểu vũ đi khởi tấu chương xong. Chương 3137 nàng đỏ mắt. Ba. Thật sự là quá 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 chấn kinh rồi a. À. Ngang dài lão cười tủm tỉm nhìn hắn, gật đầu. Dương Chí Hổ đã khiếp sợ lại buồn bực ta liền nửa tháng không ở ô sao hang giáo như thế nào liền cảm giác nghiêng trời lệch đất đâu? Này Phượng Vũ, rốt cuộc thần thánh phương nào a? À? Ngang dài lão cười nói, này Phượng Vũ rốt cuộc thần thánh phương nào sao, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đúng rồi, ngươi muốn tìm nàng cái gì tới? Hồ sơ, tìm nàng hồ sơ. Hồ sơ a, à, ta nhưng thật ra cũng tưởng chọn đọc tài liệu đâu, nhưng ta cũng chưa triệt bởi vì kia hồ sơ bị Hách liên đại trưởng lão tự mình thu hồi tới thuộc về tuyệt 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 mật. Dương Chí Hổ, thế nhưng như thế sao? chính là bỗng nhiên hắn sắc mặt biến ngang dài lão nghi hoặc nhìn hắn dương chí hổ vẻ mặt đau khổ nói cho ngang dài lão chính mình tìm hồ sơ chân chính mục đích phượng vũ không phải tấn trước đến chúng ta thượng giáo khu sao ba ngày cũng chưa đưa tin ngang dài lão ba ngày sao có thể ba ngày đều không tìm ngươi đưa tin đi tìm nàng không có dương chí hổ mắt trông mong nhìn ngang dài lão lắc đầu còn tìm nàng Nguyên bản Dương Chí Hổ còn chuẩn bị chiêu nhi, quyết định hào hào giáo huấn cái này mới tới không nghe lời tiểu tể từ đâu. Ngang dài lão, này nhưng hỏng rồi, nha đầu này chính là hách liên đại trưởng lão nhất coi trọng. Nghe nói quân điện hạ bên kia cùng nàng còn có điểm kia cái gì quan hệ đâu. Đều truyền nàng là tương lai thái tử phi. Gì, Dương Chí Hổ nguyên bản đứng, lúc này chân cẳng mềm nhũn thiếu chút nữa một mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn ngang dài lão ngang dài lão nóng này ngươi như thế nào hiện tại mới đến nói dương chí hổ mau khóc cũng không ai nói cho hắn vị này có khả năng là tương lai thái tử phi a nếu sớm biết rằng hắn còn chờ này ba ngày ngang dài lão bất quá nàng cùng quân điện hạ sự ngươi đừng ra bên ngoài nói nếu là chọc điện hạ sinh khí dương chí hổ ta biết ta biết ta hiện tại làm sao bây giờ ngang dài lão chạy nhanh đi tìm a Dương Chí Hổ, là 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 ta hiện tại liền đi tìm, lập tức lập tức liền đi tìm. Ai ma ơi, tương lai thái tử phi a, à? còn vì đế quốc học viện thắng một tòa quảng a, à? này rốt cuộc là như thế nào thần tiên tiểu cô nương a, à? Dương Chí Hổ chính mình tìm. Thông chí chính mình phó quan tìm, thậm chí sở hữu đãi ở thượng giáo khu người đều bị bắt tráng đinh. Tìm xem tìm cần thiết tìm được tiểu Phượng Vũ từ phó quan đảo cũng thế, đây là hắn bản chức nhưng còn lại bị bắt tráng đinh người, sắc mặt liền không như vậy đẹp. Này trong đó lấy nhan hàn vì cái gì? Nhan hàn thực lực phi thường không tồi, xuất thân cũng hảo, nàng ra ra là trưởng lão đoàn, hơn nữa nàng còn am hiểu khắc văn, cho nên ở nam nhiều nữ thiếu thượng giáo khu. Đó chính là công chúa tồn tại ngày thường Dương Chí Hổ đối nàng, kia chính là đặc thù đối đãi, chính là vừa rồi, Dương Chí Hổ trải qua thời điểm bước nhanh như bay, hướng nàng trong tay tắc một đại điệp giấy, hướng nàng giống. Đi tìm, mau đi tìm Phượng Vũ. Trong nháy mắt kia, nhan hàn ủy khuất nước mắt đều sắp chảy xuôi xuống dưới. Nàng mới là thượng giáo khu bảo bối ai, cái này Phượng Vũ là gì? Dựa vào cái gì làm đại gia như thế hưng sư động chúng? Đương nhan hàn đối thượng thủ trên bức họa gương mặt kia khi nàng chấn kinh rồi nàng phẫn nộ rồi, nàng ghen ghét, nàng đỏ mắt, nàng đầu ngón tay một tấc tấc từ phượng vũ trên mặt xẹt qua. Dung nhan tiệt thế, thanh lệ vô song, già như ngưng chi, vô cùng mịn màng, nhan hàn cả người đều là ngốc nàng đứng ở kia thật lâu không có nhúc nhích. Nhất định là họa tương đối Mỹ đi, chân nhân nào có xinh đẹp đến loại trình độ này, loại người này căn bản không tồn tại, nhan hàn nói cho chính mình, tấu chương xong. mươi 3138 ai làm? 4. Nhan ánh mắt lạnh lùng hồng mau khóc, lúc này chạy đến phía trước đi Dương Chí Hổ còn quay đầu lại hướng nàng giống, Nhan Hàn, ngươi ngừng ở kia làm gì đâu? Nhanh lên tìm Tiểu Phượng Vũ a. À. Nói xong, Dương Chí Hổ chính mình trước bước nhanh rời đi. Nhan Hàn, Tiểu Phượng Vũ, Tiểu Phượng Vũ là cái quỷ gì? Hiện tại người này còn không có thấy đâu, liền kêu Tiểu Phượng Vũ, chờ thấy chẳng phải là muốn kêu Vũ Bảo. Phải biết rằng ngày thường thượng giáo khu các nam sinh đều là kêu nàng nhan bảo nghĩ vậy nhan hàn càng thêm ghen ghét nàng đem phượng vũ bức họa vứt trên mặt đất chính mình hai chân dẫm lên đi không phải lớn lên thật xinh đẹp sao ta dẫm chết ngươi ta dẫm chết ngươi ô ô ô ngươi biết ta bối cảnh sao cũng dám tới phân ta sủng dương chí hồ cũng không biết phi nhan hàn phản ứng sẽ như thế kịch liệt giờ phút này hắn chính dẫn theo thủ hạ một đám người liều mạng tìm phượng vũ đệ nhất đội lấy từ phó quan vì đội trưởng đi không ngày trong rừng tìm đệ nhị đội lấy vương chiêu nhạc vì đội trưởng điều tra toàn bộ thượng giáo khu đệ tam đội lấy dương hoành vì đội trưởng tìm kiếm toàn bộ ô sao hàng giáo đệ tứ đội tóm lại toàn bộ thượng giáo khu toàn bộ động đi lên nhưng chúng ta phượng tiểu vũ nàng lại hoàn toàn không biết nằm ở kia ngủ trời đất u ám dương chí hồ tự mình chạy đi tìm hách liên đại trưởng lão xin giúp đỡ hách liên đại trưởng lão cái gì tiểu phượng vũ mất tích vị này đại trưởng lão cấp mau điên rồi nhà đồ này cũng không thể xảy ra chuyện a bằng không quân điện hạ sẽ xé, xé chúng ta hơn nữa này vẫn là một vị nửa bước thần cấp dược sư hơn nữa nàng còn có thể đem đối diện đông phương đại trưởng lão cấp hố chết nên không phải là đối diện âm thầm trả thù đi hách liên đại trưởng lão nổi giận đùng đùng liền phải phóng đi tìm đông phương đại trưởng lão Đế quốc học viện thượng giáo khu động tĩnh tự nhiên không thể gạt được quân bộ học viện. Quân bộ học viện, Đông Phương đại trưởng lão cư trú địa phương, cùng Hách Liên đại trưởng lão liền cách một cái lộ, đối diện mà cư. Đông Phương đại trưởng lão chính cấp trên giường nằm phương đông tím vận uy dược. Cô cô, bên ngoài hảo xảo phương đông tím vận phiền não nhu nhược giữa mày, nàng có thể nghe được Hách Liên đại trưởng lão nổi trận lôi đình thanh âm. Đông Phương đại trưởng lão lại cười nếu ngươi biết bên kia phát sinh chuyện gì ngươi liền sẽ không cảm thấy xảo phương đông tím vận lại một chút không có hứng thú nàng suy sụp nằm ở trên giường trong đầu tất cả đều là cái kia làm nàng hận thấu xương bóng người phượng vũ phượng vũ phượng vũ phương đông tím vẫn nhắm mắt lại giấu đi trong mắt thù hận mãnh liệt lần này phượng vũ thương nàng lại hố linh nguyên tinh quặng làm nàng mặt mũi mất hết lại làm nàng ở quân bộ học viện bị người thù hận thậm chí ngay cả một lòng giữ gìn nàng cô cô uy tín đều giảm xuống vài phần này thù này hận kêu phương đông tím vận như thế nào có thể tiêu phượng vũ mất tích đông phương đại trưởng lão thanh âm ở phương đông tím vận bên tai vang lên vừa mới đang nói chính mình không muốn nghe phương đông tím vận nháy mắt từ trên giường tĩnh tọa dựng lên thiếu chút nữa đụng vào đông phương đại trưởng lão trong tay chén thuốc thường phương đông tím vận gấp giọng cô cô ngươi vừa rồi nói cái gì ngươi vừa rồi nói cái gì Đồng phương đại trưởng lão trên mặt hiện lên một nụ cười, nghe nói kia phượng vũ mất tích. Cô cô ngài làm, phương đông tím vận phản ứng đầu tiên cùng đông phương đại trưởng lão giống nhau. Đồng phương đại trưởng lão lắc đầu, nàng xác thật muốn động thủ nhưng không phải hiện tại lúc này. Quân bộ học viện quặng mới vừa bị hố đi, nếu là lúc này nàng ra tay chẳng phải là lập tức đã bị hoài nghi. Cho nên nàng quyết định hơi hoãn, làm phượng vũ bị càng nhiều người chán ghét thậm chí ở không không ngày trong rừng mới hảo động thủ. Tấu chương xong. Chương 3139 người là từ Nguyệt Cung Hạ Phàm Tiểu Tiên Nữ sao năm. Phương Đông tím Vận kia sẽ là ai đâu? Ai ra tay đâu? Đông Phương Đại trưởng Lão nhìn như không thèm để ý, người quản sự ai đâu? Phương Đông tím Vận phản ứng lại đây. Đúng vậy, quản nàng là ai đâu, dù sao có người đối phượng vũ động thủ ha ha ha, ha 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 ha, cái này kêu tiên đạo hảo luân hồi. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm đã đến, toàn bộ đều báo. Phương Đông tím vận trên mặt hiện lên lạnh băng chi sắc. Mà giờ phút này Phượng Vũ đã bị người tìm điên rồi, nàng chính mình lại còn không biết. Mơ mơ màng màng chung, Phượng Vũ tổng cảm giác bên ngoài có điểm ẩm ý, xảo cái gì đâu. Còn có để người ngủ, Phượng Vũ xoa xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ngáp một cái thật vất vả mới mở to mắt. Nàng ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng rốt cuộc cảm thấy giác ngủ đủ rồi, lúc này mới thật dài duỗi người, tiếp tục nằm liệt trên giường. Chỉ là cặp mắt kia đã khôi phục thanh minh. Bởi vì là mộc chất kết cấu, cho nên nàng có thể rõ ràng nhìn đến, bên ngoài thường thường có ngọn đèn dầu hiện lên, hơn nữa bọn họ tốc độ đều thật nhanh, hưu một chút liền không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là quỷ ảnh đi? Phượng Vũ Lực giác tò mò, nàng từ trên giường bò dậy, đi đến cạnh cửa, trực tiếp tướng môn kéo ra gì, phía dưới thật sự có thật nhiều người, ở kia chạy tới chạy lui. Phượng Vũ đôi tay xử tại lan can thượng, song trường trống cầm tò mò nhìn bọn họ tìm tới tìm lui. Bọn họ tựa hồ ở tìm đồ vật, còn có người hướng trên mặt đất đào thổ, ghé vào tổ chim ngoại hướng trong nhìn. Phượng Vũ tò mò cực kỳ, những người này là đang tìm cái gì linh sùng sao? Phượng Vũ lộc cộc chạy xuống đi, hỏi ghé vào tổ chim ngoại vị kia huynh để, uy uy tìm cái gì nha? Có cần hay không ta hỗ trợ? này đó đại huynh đệ nhóm, huân chương thượng đều là thượng giáo cấp. Phượng Vũ mới đến, nàng quyết định hào hảo làm việc, dung nhập tập thể. Ghé vào tổ chim này tìm vị này huynh đệ, cũng là cái người tài ba. Hắn kêu Nguyệt hưu, Thiếu niên một bên hướng tổ chim nhìn, một bên thuận miệng trả lời Phượng Vũ, ngươi còn không biết. Mới từ không ngày lâm trở về, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta lúc này thật đúng là gặp được thần quái sự kiện trong bóng đêm cũng thấy không rõ người mặt huống chi thiếu niên vẫn luôn hướng tổ chim nhìn cho nên hắn thật đúng là không phát hiện bên người chạm người là ai chỉ tưởng nào đó đồng liêu đâu phượng vũ một đôi mắt ở trong đêm đen lấp lánh tỏa sáng thần quái sự kiện như thế nào cái thần quái sự kiện pháp nói nhanh lên bái nguyệt hưu tức giận nói chúng ta thượng giáo khu có người không duyên cơ mất tích này không, Dương Chí Hổ chính lãnh chúng ta nơi nơi tìm đâu, đại gia hỏa đêm nay thượng gì sự không làm tẫn tìm người, Dương Chí Hổ kia tính tình nóng này. Người này nếu như bị hắn tìm được rồi, phi bị hắn lột ra rút gân không thể. Tìm người, tìm ai nha, tìm người ta lành nghề A, à? Phượng Vũ vui tươi hớn hở vén tay áo chuẩn bị đại làm một hồi, ở tân đồng liêu nhóm trước mặt bộc lộ tài năng. Phượng Vũ, Nguyệt Hưu nói. Ân, Phượng Vũ nhìn trước mắt vị này thiếu niên, hắn như thế nào biết chính mình tên. Phượng Vũ, ân, Nguyệt Hưu sinh khí, người này vẫn luôn ân tới ân đi làm gì. Hắn quay đầu lại chừng mắt Phượng Vũ ta nói người kia tên gọi Phượng Vũ. Phượng Vũ, dưới ánh trăng, thiếu nữ da như ngương chi, trắng tinh như ngọc cơ quang thắng tuyết vô cùng mịn màng. Ngũ quan tinh xảo dung nhan tuyệt sắc kiều Mỹ Vũ mị thanh lệ vô song quả thực chính là tập thiên địa trung linh dục tú với một thân siêu cấp tiệt thế, vô song, mỹ tiêu nữ. Nguyệt Hưu đầu óc có trong nháy mắt tạm dừng, hắn nhìn Phượng Vũ há miệng thở dốc lại một chữ đều nói không nên lời. Tiểu tiên nữ, Nguyệt Hưu ngơ ngẩn nhìn Phượng Vũ, ngươi là từ Nguyệt Cung hạ phàm tiểu tiên nữ sao? Tấu chương xong. Trường 3140 này mẹ nó ít nhất là hoàn toàn A, à, 6. Phượng Vũ, A, à, Nguyệt Hiêu, ngươi, ngươi, ngươi hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy vẽ, nương ánh trăng vừa thấy. Nắm thảo, này chương họa không phải cố ý họa Mỹ. Giảng thật cơ hồ sở hữu huynh đệ cho rằng, này họa là cố ý họa xinh đẹp. Cho nên bọn họ tìm người thời điểm tự động ở trong đầu đem vị này thiếu nữ dung nhan, điều thấp vài phần. Tỷ như nói nguyên bản trên bức họa là thập phần bọn họ liền tưởng bảy phần nhưng là hiện tại hắn nhìn đến phượng vũ lại phát hiện này mẹ nó ít nhất là hoàn toàn a à. xa xa vượt qua bút vẽ có thể họa ra tới cái loại này mỹ ngươi ngươi chính là phượng vũ nguyệt hưu trừng mắt phượng vũ phượng vũ gật đầu chính là ta nha nguyệt hưu a à, các huynh để tại đây tại đây mau tới này phượng vũ tìm được lạc nguyệt hưu thanh âm ở yên tĩnh thượng giáo khu vang lên phượng vũ quái dị ánh mắt nhìn hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại không tốt lắm dự cảm này hưng sư động chúng nên không phải là bởi vì nàng đi nguyệt hưu này một kêu tức khắc đem tất cả mọi người cấp kêu tới vèo 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 từng đạo thân ảnh đều hướng bên này vọt tới trừ bỏ mang đội đi không ngày lâm tìm từ phó tướng còn lại người tất cả đều đã vọt tới đem phượng vũ bao quanh vây quanh lên phượng vũ nhìn bọn họ bọn họ nhìn phượng vũ dưới ánh trang thiếu nữ tuyệt mỹ vô song, giống như hạ phàm tiểu tiên nữ làm người tưởng gian dậy đều gian dậy không ra. Đệ nhị đội đội trưởng Vương Chiêu Nhạc, đệ tam đội đội trưởng Dương Hoành. Bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, tưởng tiến lên đi, nhưng lại có điểm dũng khí không đủ. Đúng lúc này, Dương Chí Hổ xông tới. Hắn khí thế hung hung trừng mắt Phượng Vũ. Phượng Vũ vẻ mặt mờ mịt vô tội. Dương Chí Hồ hiện tại đã biết phượng vũ bối cảnh tự nhiên không dám đối nàng như thế nào, nhưng hắn như vậy sĩ diện người, khẳng định là muốn trước sụ mặt. Dương Chí Hồ hung ba ba chừng mắt nàng phượng vũ. Phượng vũ, đến. Dương Chí Hồ, hiện tại biết yêu lên. Phía trước ngươi trốn đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không chúng ta tất cả mọi người ở tìm ngươi? Phượng vũ ta không đợi nàng nói chuyện. Dương Chí Hồ liền không kiên nhẫn nói, ngươi cùng ta lại đây. Nói xong, Dương Chí Hổ đôi tay bối ở sau người, thở phì phì đi ở phía trước. Thấy Phượng Vũ còn sững sờ ở kia, hắn quay đầu lại hướng Phượng Vũ giống, đuổi kịp. Dương Chí Hổ chính là cửu tinh thực lực toàn bộ thượng giáo khu, mọi người đều sợ hắn. Phải biết rằng, hắn bạch ngoại chính là bạch hổ, cho nên hắn này một tiếng bạo giống, tất cả mọi người co rúm lại hạ cổ, toàn thân cứng còng, trong lòng đều tăng cường một hơi. Nguyệt Hưu yên lặng vì Phượng Vũ nhéo đem mồ hôi lạnh, Dương Bạch Hổ bạo nộ rồi tiểu tiên nữ, nhưng làm sao a? À? Vương Chiêu vui sướng Dương hoành liếc nhau, cũng vì tiểu Phượng Vũ nhéo đem mồ hôi lạnh. Tiểu cô nương hoạt nhìn rất nhỏ tuổi sẽ không vượt qua 15 tuổi Dương Trí Hổ mỗi lần bạo nộ thời điểm liền cùng mãnh hồ cuồng bạo giống nhau, sẽ không đem tiểu nha đầu dọa khóc đi. Tại chỗ giải tán, Dương Chí Hổ trên mặt vưu tức giận khí, đối chính mình thuộc hạ gào thét nguyệt mơ tưởng tưởng lấy hết can đảm dương đại nhân phượng vũ nàng câm miệng dương trí hổ hướng nguyệt Hưu gầm lên giống như một đạo sấm sét vang lên ở mọi người trên đỉnh đầu mọi người đều bị dọa đến xúc xúc cổ dương bạch hổ thật sự thật là đáng sợ đây là muốn người chết a à. mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn vị này xinh đẹp đến mức tận cùng tiểu sư muội trong đám người chỉ có một người trong mắt mang cười người này không phải người khác đúng là nhan hàn tấu trương xong Trường 3141 liền nhảy tam cấp. 7. Nhan Hàn ở nhìn đến Phượng Vũ Dung Mạo thời điểm, hoàng mau khắc chính là nhìn đến nàng bị Dương Chí Hổ đổ ập xuống một đốn huấn thời điểm tâm tình tức khắc thoải mái lên. Phượng Vũ, liền tính ngươi lớn lên đẹp thì thế nào? Còn không phải bị Dương Đại Nhân mắng. Dương Đại Nhân chính là nhất không nói tình cảm người, ngươi ngay từ đầu liền đắc tội hắn, ngươi liền chờ chết đi, hừ. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Phía trước nhan hàn, không có cảm giác được uy hiếp khi, nàng chỉ là một cái hơi có chút kiêu căng nhưng còn tính có thể ở chung cô nương. Nhưng hiện tại nàng mãn nhãn chính là như thế nào đem so nàng xinh đẹp phượng vũ cấp dẫm đi xuống. Mặt khác đồng liêu nhóm đối phượng vũ ấn tượng như thế nào đâu. Vì thế, nhan hàn thu hồi nội tâm không thoải mái, trên mặt lộ ra một nụ cười. Toàn bộ thượng giáo khu, nhất lóa mắt tự nhiên là Phong Tầm cùng Huyền Dịch, một cái là Phong tiểu vương gia, một cái Huyền tiểu hầu gia, hơn nữa bọn họ còn cùng quân điện hạ như vậy gần. Nhan Hàn vẫn luôn tưởng tiếp cận bọn họ hai cái lại không được. Cũng may bọn họ không ở này, nếu không làm cho bọn họ nhìn đến Phượng Vũ còn không bị Phượng Vũ câu đi. Nghĩ vậy, Nhan Hàn thật dài phun ra một hơi. Nhất định phải ở Phong Tầm bọn họ trở về phía trước, đem Phượng Vũ đuổi đi. Nhan Hàn cho chính mình hạ như vậy một mục tiêu. Trừ Bỏ Phong Tầm cùng Huyền Dịch ngoại, thượng giáo khu xuất sắc, đương thuộc vương chiêu vui sướng dương hoành. Bọn họ một cái đi theo Phong Tầm mặt sau kêu đại lão, một cái đi theo Huyền Dịch mặt sau kêu ca ca, xem như bọn họ tiểu tùy tùng. Đương nhiên còn có một vị, Hách Liên Trạch Hàng, Linh Vương cảnh thất tinh cảnh, hắn ra ra là Hách Liên đại trưởng lão. Chẳng qua Hách Liên Trạch Hàng ở không ngày trong rừng, nàng định định thần giờ lên tươi cười chiều vương chiêu nhạc đuổi theo đi chiêu nhạc ca ca hoành ca ca vương chiêu nhạc đang cùng dương hoành cùng nhau đi đâu đang chuẩn bị rời đi nghe được nhan hàn thanh âm hai người cho nhau liếc nhau nhan hàn kêu bọn họ chiêu nhạc ca ca hoành ca ca này không đúng đi phía trước nhan hàn nhìn đến bọn họ hai người chính là nâng cầm liếc bọn họ một cái kêu vương chiêu nhạc dương hoành bởi vì nàng là minh văn sư, hơn nữa cấp bậc còn không thấp đại gia có đôi khi vũ khí thượng yêu cầu khắc văn chữa trị thời điểm đều sẽ cầu đến nàng kia cho nên nàng luôn luôn là thực ngạo mạn. Hiện tại này thái độ chuyển biến liền có điểm kỳ quái. Vương chiêu nhạc hai cái rừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nhan hàn. Nhan hàn, bất đồng với những người khác kêu nàng nhan bảo, vương chiêu vui sướng dương hoành luôn luôn là kêu nàng tên nhan hàn lần này thái độ là thật sự thực hảo nàng nhìn vương chiêu nhạc cười các ngươi đây là phải đi về ngủ sao ta bồi các ngươi cùng nhau đi thôi hai người trẻ tuổi chẳng lẽ còn có thể nói không nhan hàn đi ở vương chiêu vui sướng dương hoành trung gian nàng ở hàn huyên vài câu sau nhanh chóng thiết nhập đề tài các ngươi cảm thấy phượng vũ như thế nào vương chiêu nhạc a à, nhan hàn các ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp sao ta nghe nói nàng tu vi chỉ có linh vương cảnh nhị tinh Nga. Linh vương cảnh nhị tinh, vương chiêu nhạc bị chấn chủ, dương hoành cũng bị chấn chủ, này không thể đủ đi. Thật sự, nhan hàn trong mắt hiện lên một mạt nghiêm túc chi sắc ta vừa rồi đi hỏi thăm, các ngươi biết ta nghe được cái gì tin tức sao? Nghe nói này phượng vũ, phía trước là ở giáo sinh. Lần này đột nhiên lập tức tấn chức đến chúng ta thượng giáo khu. Cái gì? Vương chiêu vui sướng Dương Hoành thật bị chấn tới rồi ở giáo sinh, một hơi tấn chức đến bọn họ thượng giáo khu. Này một hơi đến nhảy lên nhiều ít cấp a. Từ ở giáo sinh đến thiếu tá khu, từ thiếu tá khu đến trung giáo khu, từ giữa giáo khu đến thượng giáo khu này mẹ nó liền nhảy tam cấp. Muộn một ít, buổi tối còn có Nga Tấu chương xong. Chương 3142 Ngươi thực lực 1. Liền nhảy tam cấp này rốt cuộc phương nào yêu nghiệt, vương chiêu vui sướng dương hoành đều thực khiếp sợ nhìn nhan hàn. Nhan hàn thấy hai người kia như thế khiếp sợ, trong lòng tức khắc một trận đắc ý, hừ hừ, phượng vũ, xem ta lần này hắc bất tử ngươi. Nhan nghèo khổ cười nói, các ngươi nói, nàng như thế nào đột nhiên liền thang lên tới đâu. Ta hỏi qua ông nội của ta, cũng không nghe nói nhà nàng trưởng bối là trưởng lão đoàn thành viên A. Ngươi hỏi qua ngươi ra ra, vương chiêu nhạc hỏi trên thực tế nhan hàn không hỏi nếu hỏi nàng nơi nào còn dám trêu chọc phượng vũ nhưng là lúc này nàng lại rất nghiêm túc nhìn vương chiêu nhạc đúng vậy ta hỏi qua ông nội của ta này phượng vũ không có gì bối cảnh cho nên ta có lý do hoài nghi nàng tích phân khả năng chính là dùng gương mặt kia đổi lấy mặt nhan hàn ý của ngươi là nhan hàn lộ ra một bộ các ngươi hiểu như vậy biểu tình sau đó lướt qua bọn họ tìm những người khác liêu đi Vương chiêu vui sướng dương hoành liếc nhau, đều hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm giác nhan hàn, lời nói có ẩn ý. Nữ hải tử đều là như vậy kỳ quái sao? Mà lúc này, Dương Chí Hổ chính sách theo Phượng Vũ đi vào hắn làm công khu vực. Phượng Vũ nghĩ đến toàn bộ thượng giáo khu đều bởi vì nàng mà đại động can qua, xác thật có chút trột giả, cho nên nàng thành thành thật thật đứng ở kia, buông xuống đầu. Quyết định ngoan ngoãn đình huấn. Ngồi, liền ở phượng vũ cho rằng nàng phải bị phạt chạm thời điểm trước mắt vị này hung ba ba đại thúc thế nhưng mở miệng làm nàng ngồi phượng vũ nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn ngồi xuống ngồi xuống dương trí hổ ý bảo phượng vũ nga phượng vũ ngoan ngoãn ở trước mặt hắn ngồi xuống lượng như ban ngày dưới ánh đèn dương đại tá rốt cuộc đen trước mắt vị tiểu cô nương này nhìn cái rõ ràng ai nha uy này dung bạo quả thực so tiểu tiên nữ còn xinh đẹp a à, khó trách quân điện hạ đều động phàm tâm khụ khụ không thể biểu hiện ra ngoài hát liên đại trưởng lão nói muốn bảo mật váy đỏ tiểu nữ hài nghiêng đầu nghi hoặc nhìn trước mắt vị này có bạch hổ chi sưng trong quân hồ tướng vừa rồi không phải còn hung đến không được sao lúc này nhìn như thế nào có chút hiền lành lên dương chí hổ đang ở tự hỏi lấy cái này tiểu nha đầu làm sao bây giờ dương chí hổ tuổi Phượng Vũ, 14 tuổi nửa, Dương Chí Hổ, 14 tuổi nửa. 14 tuổi nửa, vị này Dương Bạch Hổ nguyên bản dựa nghiêng trên ghế trên, lay động lay động. Lúc này cả người thiếu chút nữa không ở ghế trên nhảy dựng lên. 14 tuổi nửa thượng giáo Hàm ngươi đậu ta đâu? Bất quá có quân điện hạ ở sau lưng cho nàng chống lưng, 14 tuổi nửa thượng giáo Hàm liền thượng giáo Hàm đi. Dù sao quân điện hạ 10 tuổi giống như cũng đã so cái này lợi hại. Dương Chí Hổ tu vi Nghĩ nghĩ, Dương Chí Hổ lại nói, nếu ngươi cảm thấy không có phương tiện nói, cũng có thể không nói 14 tuổi nửa, lại lớn lên như vậy xinh đẹp, có thể có cái gì tu vi. Dương Chí Hổ căn bản không ôm hy vọng. Phải biết rằng, nếu dựa theo thực lực tính nói, thượng giáo khu nội cơ bản đều là linh vương cảnh lục tinh đến tám tinh tồn tại. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có học sinh năng khiếu tỉ như nói nhan hàn, nàng thực lực liền không tới lục tinh, nhưng bởi vì khắc văn phương diện sông ra, cho nên sớm liền vào được. Phượng Vũ vẻ mặt nghiêm túc, ngài hỏi, cảnh giới vẫn là hỏi thực chiến đâu? Dương Chí Hổ, này còn có khác nhau. Phượng Vũ nghĩ nghĩ, nói, nếu ấn cảnh giới tính, Linh Vương cảnh năm sao? Nếu ấn thực chiến tính ta có khả năng phiên Linh Vương cảnh lục tinh. Phốc, Dương Chí Hổ thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra tới. Ngươi, một tiểu nha đầu, Linh Vương cảnh năm sao, có khả năng phiên Linh Vương cảnh lục tinh. Tấu chương xong. Trường 3143 thiếu nữ người ở khoác lác đi hai. Dương Chí Hổ vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt cái này tiểu nha đầu. Hắn thật chưa thấy qua khoác lác còn có thể thổi như thế nghiêm trang tiểu cô nương. Người Dương Chí Hổ suy nghĩ, hắn muốn nói như thế nào mới có thể không đả kích tiểu cô nương thể diện đâu. Người tính thực lực này đoạn nhảy qua, người còn có cái gì sở trường đặc biệt sao? Dương Chí Hổ lại hỏi Phượng Vũ, Tiểu cô nương ra ra, tổng hội có điểm phụ trợ kỹ năng đi. Tỷ Như Ca hát khiêu vũ. Phượng Vũ nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói cho Dương Chí Hổ tất cả đều muốn nói sao? Dương Chí Hổ vỗ đùi, kia đương nhiên a, à, tất cả đều muốn nói, tới, nói nói. Phượng Vũ, đầu tiên, ta sẽ y thuật. Dương Chí Hổ trước mắt sáng ngời, y thuật a, à, kia hóa ra hảo a, à, nữ hài tử vốn dĩ tiện tay xảo quay đầu lại còn có thể cấp các đồng đội băng bó băng bó miệng vết thương đâu vậy ngươi là luyện dược sư sao? Dương Chí Hổ thật cẩn thận hỏi, sợ bị thương tiểu nữ hay còn yếu ớt tiểu tâm linh. Luyện dược sư a, à, ta đúng vậy, chúng ta Phượng Tiểu Vũ đồng học thực nghiêm túc nói cho hắn, ta ở y thuật phương diện tạo nghệ miễn cưỡng còn có thể đi, ta hiện tại là nửa bước thần cấp dược sư. Bất quá ngươi yên tâm, không ra mấy năm ta nhất định sẽ trở thành vĩ đại thần cấp dược sư. Phanh trong quân mãnh tướng Dương Chí Hổ Đại Nhân, một chán khái ở bàn duyên thượng thiếu chút nữa khái ra một cái huyết động tới. Trên thực tế, hiện tại đã có không ít người biết Phượng Vũ là nửa bức thần cấp dược sư, bất quá trên cơ bản đều ở cao tầng. Tỷ như nói hát liên đại trưởng lão cùng phía trước đi qua không ngày lâm trưởng lão đoàn nhóm. Chính là này đó các đại lão tổng sẽ không lôi kéo tiểu bối nói bắt quái cho nên. Tin tức trước sau không có truyền lại đến phía dưới đi thế cho nên Dương Chí Hồ vị này Đại tá cũng không biết chuyện này. người Dương Chí Hồ chỉ vào Phượng Vũ, hắn gian nan tưởng mở miệng chính là hắn vì chiếu cố tiểu cô nương mặt mũi hao hết tâm tư, chính là người tiểu cô nương này một mở miệng chính là đại nghiêu soa như thế nào làm Dương Đại tá cũng thực bất đắc dĩ a. Dương Đại tá thấy Phượng Vũ còn muốn mở miệng, hắn vội xua xua tay, luyện dược sư này để chúng ta trước không nói vậy ngươi còn có mặt khác yêu thích sao? Phượng Vũ. MM ta còn sẽ điểm linh trận pháp ta là linh trận sư cái này có thể có a à? dương đại tá tức khắc kích động phải không linh trận sư hảo a à? chúng ta cùng đông tang quốc thời điểm chiến đấu nhất yêu cầu linh trận sư đúng rồi mai lão ngươi biết không hắn chính là chúng ta này lợi hại nhất linh trận sư bát cấp đâu nga người như vậy tiểu khẳng định không biết ta cứ nhiên cùng ngươi nói cái này dương đại tá ngươi biết mai luôn cái gì cấp bậc sao tám cấp nga phượng vũ là nga dương đại tá quay đầu lại có sảnh ta làm ngang dài lão mang ngươi đi thỉnh giáo thỉnh giáo mai lão phàm là hắn lão nhân gia chịu chỉ điểm một vài, đối với ngươi linh trận pháp sẽ rất có trợ giúp bất quá hắn lão nhân gia luôn luôn bận rộn cũng không biết có thể hay không chỉ điểm ngươi đúng rồi ngươi linh trận pháp hiện tại nhiều ít cấp nếu quá yếu lo lắng mai lão liền quân điện hạ mặt mũi đều không cho a phượng vũ mm đại khái bát cấp trở lên Dương Đại Tá, hụ khụ khụ. Phượng Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Dương Đại Tá. Dương Đại Tá thực đau đầu a. À. Trước mắt này tiểu cô nương lớn lên ngọc tiết đáng yêu dung nhan càng là tuyệt sắc, nhưng này mẹ nó thật sự quá sẽ khoác lác so, quả thực làm người chống đỡ không được. Dương Đại Tá, vậy ngươi mặt khác yêu thích còn có sao? Phượng Vũ, khắc văn ta cũng sẽ điểm. Dương Đại Tá đau đầu, ngươi không cần nói cho ta, ngươi khắc văn cũng là bát cấp trở lên tấu chương xong. Trường 3144 còn không phải bằng ngươi gương mặt này. ba Phượng Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết? Dương Đại Tá có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a à, ngươi Dương Đại Tá còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng, hắn xua xua tay. Ngươi đi thôi, Phượng Vũ, ngài hỏi xong. Dương Đại Tá, hỏi xong hỏi xong, mau đi đi, ngươi về sau ở nhị đổi, Vương Chiêu Nhạc sẽ mang ngươi, đi thôi. Phượng Vũ, Nga phượng vũ trở lại cư trú khu sau đó nàng liền phát hiện không ít người xem nàng ánh mắt đều quái quái thậm chí còn có người ở nàng sau lưng khẽ meo meo nói chuyện nghe nói nàng là dựa vào đi lên linh vương cảnh nhị tinh không dựa mặt như thế nào đi lên người như vậy cũng xứng phượng vũ nhíu mày lại có ai ở nàng sau lưng nói bừa lời nói nguyên bản rất nhiều thời điểm phượng vũ là không để ý tới những lời này bởi vì nàng chính mình cũng đủ có thực lực thực mau liền sẽ nhảy lên đi nhưng hiện tại nàng ngủ no rồi nhưng bụng rất đói bụng đã đói bụng liền tính tình không tốt tính tình không hảo liền không thể nhịn phía trước nghị luận đúng là hai cái cô nương phượng vũ đi lên vỗ vỗ các nàng phía sau lưng uy đại tỳ thượng giáo khu cô nương một lòng tu luyện mặt lớn lên cũng liền không như vậy hảo các nàng từ đế quốc học viện tốt nghiệp không ít năm từ tuổi thượng luận ít nhất hai mươi hơn nữa làn da cũng không dụng tâm hộ lý, nhìn qua có điểm ảm đạm minh hoàng sắc lỗ chân lông cũng có chút thô to. Đường các nàng mặt cùng phượng vũ mặt đặt ở cùng nhau khi kia đối với các nàng mà nói quả thực chính là tinh thần thượng tàn phá. Này hai người, phân biệt là hàn lộ cùng cao nhã. Linh vương cảnh lục tinh thượng giáo hàm. Các nàng nhìn đến phượng vũ, nhìn đến này trương kiều nộn như ngưng chi mỹ nhan, nội tâm sắc thật thực chịu kích thích cho nên sắc mặt cũng thật không tốt hàn lộ hắc trầm khuôn mặt người kêu ai đâu phượng vũ đôi tay chống nảnh khí thế mười phần vừa rồi ai sau lưng hắc ta ta liền kêu ai phượng vũ lời này nói nhưng một chút cũng chưa thu liễm thượng giáo khu lại đều là cao thủ tai tính mắt tinh cho nên không chỉ có trên đường người nghe thấy được không ít ở chính mình trong phòng người cũng nghe thấy bất quá tới rồi bọn họ thực lực này chuyên chú với tự thân tu luyện chiếm đại đa số cho nên bọn họ phần lớn tiếp tục đãi ở chính mình trong phòng tu luyện mặc kệ bên ngoài phát sinh bất luận cái gì ầm ĩ. Nhưng là, không có ở vào tu luyện trạng thái người, lúc này lực chú ý đều sôi nổi thả xuống đến bên này. Hàn lộ thấy cái này mới vừa thăng lên tới tân nhân cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Tức khắc cười lạnh ra tiếng, như thế nào? Ngươi nghe thấy cái gì? Phượng vũ cười lạnh, ta nghe được ngươi ở sau lưng hắc ta, ngươi dám nói, ta nói sai rồi hàn lộ ta đúng là sau lưng nói như thế nào dám làm còn không cho người ta nói a à, đại gia hỏa đều đến xem liền này tiểu cô nương nàng chính là phượng vũ một cái nho nhỏ linh vương cảnh nhị tinh thế nhưng cũng dám đỉnh thượng giáo thẻ bài các ngươi nói có buồn cười hay không một bên cao nhã cũng hát đệm chính là chúng ta nói ngươi làm sao vậy chúng ta cũng chỉ đưa ra hợp lý nghi ngờ bằng không chính ngươi nói nói ngươi một cái nho nhỏ linh vương cảnh nhị tinh dựa vào cái gì có thể thượng chúng ta thượng giáo khu A? Bằng thực lực của ngươi sao? Ha ha ha, còn không phải bằng ngươi gương mặt này. Linh vương cảnh nhị tinh, chung quanh không ít vây xem người, nhìn phượng vụ ánh mắt tức khắc liền có chút thay đổi. Này tiểu cô nương mới linh vương cảnh nhị tinh A. Bất quá cũng là, nàng thoạt nhìn còn không có hoàn toàn nảy nở, hẳn là không đến 15 tuổi tuổi tác, lấy nàng như vậy tuổi tác linh vương cảnh nhị tinh đã thực không tồi. Tấu chương xong. chương 3145 thiếu nữ váy đỏ như máu tả váy phi dương 4. Chỉ là, nàng không nên ngạnh muốn đi vào thượng giáo khu. Này không phải nàng nên tới địa phương. Hàn lộ thấy mọi người đều không có ra tiếng, nàng càng thêm kiêu ngạo. Nàng khinh miệt liếc phượng vũ liếc mắt một cái, nàng hàn lộ cuộc đời nhất không thích chính là loại này dựa mặt thượng vị nữ hài. Tuổi còn trẻ, không học giỏi. Hàn lộ tiếp tục giáo dục phượng vũ ta như bây giờ nói ngươi là vì ngươi hảo ngươi đừng không biết tốt xấu Cào nhã lôi kéo hàn lộ đi thôi cùng loại này còn tuổi nhỏ liền biến thành lung tung rối loạn nữ hài ngươi có cái gì hảo thuyết nàng nghe không vào vương chiêu nhạc nguyên bản không nghĩ tới nhưng là hắn càng cân nhắc nhan hẳn nói càng cảm thấy không đúng cho nên đương bên ngoài phát ra ầm ĩ khi hắn lập tức liền ra tới nhìn đến hàn lộ cùng cao nhã ở khi dễ phượng vụ cái này mới tới tiểu cô nương vương chiêu nhạc đức khắc nhíu mày cái này kêu cái gì lão nhân chèn ép tân nhân hai người các ngươi đang làm gì vương chiêu nhạc chừng mắt hàn lộ có các ngươi như vậy khi dễ tân nhân sao khi dễ tân nhân hàn lộ thiếu chút nữa không bị khí cười vương chiêu nhạc ngươi nên sẽ không cũng xem nàng lớn lên đẹp cho nên hướng về nàng đi ngươi cũng không nghĩ liền nàng như vậy linh vương cảnh nhị tinh thực lực nàng dựa vào cái gì có thể tiến chúng ta thượng giáo khu A. Ta chính là không phục, chúng ta như vậy nỗ lực tu luyện, liều chết liều mạng kiếm quân chương, kiếm linh nguyên tinh, một phân một phân đổi tích phân, cắn huyết lệ, sờ bỏ lan lộn. Liều mạng mệnh hướng lên trên bò, mới rốt cục bò đến bây giờ vị trí này. Mà nàng đâu, liền như vậy điểm thực lực liền bởi vì nói ngọt sẽ hống người, liền bởi vì mặt lớn lên đẹp, liền bởi vì nàng chịu bán đứng chính mình cho nên nàng là có thể bỏ đến cùng chúng ta giống nhau vị trí ta liền hỏi một câu bằng cái gì không thể không nói hàn lộ lời này vẫn là thực mang cảm nàng tê thanh kiệt lực giống ra này đôi lời nói thời điểm khiến cho chung quanh rất nhiều người cộng minh bọn họ này đó con cháu nhà nghèo có thể tới hiện tại vị trí dựa vào còn không phải là chính mình đổ máu lại đổ mồ hôi sao bằng còn không phải là bất khuất ngoan cường sao chính là có một số người nàng lại có thể dựa mặt ăn cơm ngay cả vương chiêu nhạc đều có điểm trần chờ phượng vũ khuôn mặt xưa nay chưa từng có bình tĩnh nàng thanh âm cũng vô cùng bình tĩnh nàng nhìn chằm chằm hàn lộ một chữ một chữ nói ai nói cho ngươi ta là linh vương cảnh nhị tinh hàn lộ cười lạnh ai nói cho ta không quan trọng quan trọng là ngươi điểm này tuổi nói ngươi là linh vương cảnh nhị tinh vẫn là cất nhắc ngươi hàn lộ lời nói còn chưa nói xong bỗng nhiên một đạo mãnh hổ thân mình giống như sao băng chiều nàng chạy như bay mà đi thiếu nữ nắm tay nắm chặt thật lớn vô cùng quyền lực nhắm ngay hàn lộ khuôn mặt ầm ầm ném tới. Giống như thiên thạch đâm mà vang lớn tiếng vang lên. Phanh, a à, thiên, không ai biết Phượng Vũ là như thế nào làm. Tất cả mọi người nhìn đến, Phượng Vũ chạy như bay thượng một quyền qua đi, giống như lôi đình vạn quân. Sóng sung kích thổi quét mở ra, ở đây mọi người đều không khỏi lui về phía sau một bước. Bị nắm tay đánh trúng hàn lộ, cả người bay ngược đi ra ngoài, loàng xoảng loàng xoảng nàng phía sau lưng tạp đến trên cây đem kia một loạt cây xanh đâm thành bột mịn mà nàng chính mình thân mình trên mặt đất ngạnh xinh xinh vẽ ra vài trăm thước ở đây mọi người tất cả đều chừng lớn đôi mắt hàn lộ chính mình càng là phản ứng không kịp trước hết phản ứng lại đây người là cao nhã hàn lộ nàng hét lên một tiếng nhanh chóng chiều hàn lộ phóng đi mà giờ phút này phượng vũ cũng chính từng bước một chiều hàn lộ đi đến Giờ phút này thiếu nữ, váy đỏ như máu, tà váy phi dương. Tấu chương xong. Chương 3146 quân điện hạ đầu quả tim kia tiểu nha đầu năm. Nàng kia chương tiệt thế dung nhan thượng, nghiêm nghị túc sát. Cặp kia mắt đen lạnh băng, hàn ý nồng liệt, Vương Chiêu Nhạc nhìn Phượng Vũ, sống lưng có điểm lạnh cả người này tiểu cô nương có điểm đáng sợ phượng vũ không có dừng lại tại chỗ mà là từng bước một chiều hàn lộ đi đến hàn lộ ngã vào cao nhã trong lòng ngực nàng mở to hai mắt chừng mắt càng ngày càng gần phượng vũ hé miệng tưởng nói chuyện chính là một chương miệng chính là một búng máu phượng vũ đi phía trước đi thời điểm trong đám người đại gia cũng đều theo sau bọn họ có điểm sợ đằng đằng sát khí phượng vũ nhan hàn nhìn đến phượng vũ này sát phạt nghiêm nghị bộ dáng trong lòng mạc danh phát lành này phượng vũ Nàng như thế nào có khả năng phiên Hàn Lộ đâu? Phải biết rằng, Hàn Lộ là linh vương cảnh lục tinh a, à, nhan ánh mắt lạnh lùng tình có điểm vựng, nàng không tự chủ được xoa trái tim nơi đó. Đang ở kịch liệt nhảy lên. Giờ phút này Phượng Vũ, giống như một cái thiêu đốt váy đỏ thiếu nữ, cái loại này sát khí, làm nhân tâm sinh kinh hãi, không dám tới gần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cao nhã cảm giác được một bóng ma bao phủ mà đến, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Phượng Vũ, nàng đốn giác tim đập nhanh, khủng hoảng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nói nhảm cái gì a à? Phượng Vũ không nói một lời, giơ tay liền túm khởi cao nhã. a a a cao nhã hoảng một đám. Phượng Vũ trong mắt hiện lên một mặt dữ tợn cười lạnh, nàng một tay sách theo cao nhã, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, phanh một tiếng hướng nàng bụng ném tới. Linh vương cảnh nhị tinh ân, dựa mặt ăn cơm, ân, bán đứng thân thể bỏ lên tới ân nói a à, ngươi cho ta tiếp tục nói a à. phượng vũ chưa nói một câu liền tạp một quyền mỗi tập một quyền cao nhã liền đau mau ngất đi qua linh vương cảnh nhị tinh đi con mẹ nó linh vương cảnh nhị tinh trên đời này tồn tại có thể đè nặng linh vương cảnh lục tinh hành hung linh vương cảnh nhị tinh sao ở đây tất cả mọi người nhìn phượng vũ tổng cảm giác nàng múa may nắm tay không chỉ là nện ở cao nhã trên người cũng là nện ở bọn họ mỗi người trên người không biết khi nào, dưới bầu trời nổi lên vũ. Mưa to xôn xao, tầm tã mà xuống. Mỗi người đều bị nước mưa xối, nhưng bọn họ vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, không dám dịch khai một bước. Phượng Vũ còn ở đánh cao nhã. Nữ hài tử danh tiết dữ dội quan trọng, các ngươi một câu, là có thể hủy diệt nàng sở hữu nỗ lực. Trên đời như thế nào sẽ có các ngươi người xấu xa như vậy? Ta đánh không chết ngươi. Phanh phanh phanh, một quyền lại một quyền, Cao nhã đã bị nàng đánh hộc máu, cả người đều mau thần trí không rõ. Trong đám người, nhan hàn thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy ngực một trận thật lạnh thật lạnh toàn thân cứng đờ. Sống lưng từng trận phát lạnh. Tổng cảm giác phượng vũ kia một quyền quyền là nện ở trên người nàng. Ai nói cho ngươi ta là linh vương cảnh nhị tinh? Phượng vũ rốt cuộc hỏi mấu chốt tính vấn đề, nói. Là là nhan nhan cao nhã một câu không nói xong, đã hôn mê đi qua đúng lúc này một đạo thân ảnh bước nhanh vọt tới là dương chí hổ dương chí hổ nhìn đến trước mắt một màn này trong mắt đều mau chừng ra tới hắn bị phượng vũ nha đầu này khoác lác thổi đau đầu đang nghĩ ngợi tới đêm nay không luyện công sớm chút ngủ hạ đi này còn chưa ngủ hạ liền nghe được vương chiêu nhạc xông tới nói với hắn phượng vũ cùng người đánh nhau nếu là người khác đánh nhau đảo cũng thế dương chí hổ căn bản không nghĩ để ý tới chính là phượng vũ quân điện hạ đầu quả tim kia tiểu nha đầu. Linh vương cảnh nhị tinh kia tiểu nha đầu. Ai nha uy, lần này tức khắc đem dương đại tá thật vất vả bồi dưỡng ra buồn ngủ cọ dừa không còn một mảnh. Tấu chương xong. mươi chương 3147 nàng không phải đánh nhau nàng là đánh người sáu. Này nếu là tiểu cô nương bị đánh hư, nhưng sao chỉnh nha? Vì thế, tại hạ thuộc nhóm trong mắt sẽ đưa bọn họ huấn luyện đến chết dương đại tá, giờ phút này oạch một tiếng mặc tốt xiêm y. Vội vội vàng vàng ra bên ngoài hướng. Đường hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi tới hiện trường, lột ra đám người vọt vào đi thời điểm, hắn nhìn thấy gì? Trên mặt đất có một cái ngã vào cây lệch tán làm thượng, trên mặt trên người quần áo thượng tất cả đều là huyết, chỉ có một đôi mắt còn mở to, cặp mắt kia chứa đầy sợ hãi cùng kính sợ người này. Là Hàn Lộ còn có một người đứng, nàng trong tay còn sách theo cái đồ vật phi, là người. Nàng trong tay người, đã mau bị đấm đã chết, chỉ có da khí, không có tiến khí người này, là cao nhã. Sau đó, Dương đại tá ánh mắt nhìn Phượng Vũ. Vị này váy đỏ phi Dương, sát khí nghiêm nghị thiếu nữ. Thiếu nữ quay đầu lại, hướng Dương trí hổ cười. Này cười quả thực chính là ưng coi lang cố. Đáng sợ thực hơn nữa nàng kia cơ quang thắng tiết dung nhan thượng dính vết máu có một mặt huyết thậm chí bắn đến nàng trong ánh mắt khiến nàng cả người thoạt nhìn giống như thị huyết quỷ mị giống nhau thật con mẹ nó khủng bố tiểu phượng vũ dương chí hồ hướng phượng vũ giống phượng vũ nghe xong lời này sau tựa hồ từ trong mắt cảnh giới trung thoát ly ra tới nàng thân mình cua quơ, quơ ngay sau đó đã hướng trên mặt đất tài đi dương chí hồ tay mắt lanh lẹ một phen túm chặt thiếu nữ chẳng qua thiếu nữ trong tay sách theo người kia, lại loảng xoảng một tiếng tạp rừng ở mà. Dương Chí Hổ, hắn hướng Vương Chiêu Nhạc giống, chạy nhanh cứu người A. À. Đại gia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tìm dược sư tìm dược sư, cứu người cứu người. Chẳng qua, đại gia bận rộn gian liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến kính sợ chi sắc. Hôm nay Phượng Vũ Phát Huy thật sự là kinh sợ ở ở đây mọi người. Cho nên ngôn ngữ, đều không bằng bày ra thực lực linh vương cảnh nhị tinh phượng vũ dùng nàng nắm tay chứng minh rồi nàng có thể treo lên đánh linh vương cảnh lục tinh như vậy người linh vương cảnh lục tinh là dựa vào thực lực tiến thượng giáo khu treo lên đánh linh vương cảnh lục tinh phượng vũ chẳng lẽ còn yêu cầu dựa mặt chỉ là quá độc ác đại gia hiện tại nghĩ đến phượng vũ kia sát ý nghiêm nghị lấy cao nhã đương bao cắt tạp khí thế đều còn trong lòng hoảng sợ lòng còn sợ hãi đến nỗi nhan hàn nàng đã bị dọa khóc không biết đã chạy đi đâu Dược sư. Này ô xào hàng rào lợi hại nhất dược sư chính là phương đông tím vận. Cho nên Dương Chí Hổ làm Dương Hoành chạy nhanh đi thỉnh phương đông dược sư lại đây cấp phượng vũ nhìn xem. Nhưng ngàn vạn đừng thật xảy ra chuyện. Đang chờ đợi phương đông dược sư lại đây thời điểm Dương Chí Hổ mới có thời gian mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương chiêu nhạc, hắn đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi cấp Dương Chí Hổ giảng thuật một lần. Dương Chí Hổ nàng một người một mình đấu hai cái linh vương cảnh lục tinh. Vương chiêu nhạc ách đây là sự tình mấu chốt sao? Ngài đầu tiên muốn hỏi, chẳng lẽ không nên là nàng như thế nào đánh người đánh như vậy nghiêm trọng sao? Dương trí hổ trừng mắt vương chiêu nhạc nàng thật sự như thế như bút. Một người đối chiến hai, vương chiêu nhạc xoa xoa giữa mày càng chuẩn xác mà nói là nàng một cái đánh hai. Dương trí hổ, này không phải một cái ý tứ, Vương Chiêu Nhạc, này thật đúng là không phải một cái ý tứ, Dương Đại Nhân, chúng ta vị này Phượng Vũ Thượng Giáo, nàng không phải đánh nhau, nàng là đánh người. Nàng là cường thế nghiền áp, đối phương căn bản liền nhất chiêu cũng chưa ra, đã bị nàng đè nặng cuồng tấu. Hàn lộ bị đánh bay, cao nhã bị nàng sách ở trong tay một đốn béo tấu tấu trương xong Trường chương 3148 đói ngất xỉu đi tiểu nữ hài một. Dương Đại Nhân, vị này Phượng Vũ cô nương thực lực đến tột cùng Vương Chiêu Nhạc dùng tò mò ánh mắt nhìn chính mình vị này lão đại. Dương Đại Tá cũng không biết a à, hắn nói, đi đi đi, Phương Đông thần y như thế nào còn không có tới. Người đi thúc giục thúc giục, mà đúng lúc này, Dương Hoành bước nhanh chiều bên này lại đây. Hắn bên người còn theo cái tiểu lão đầu. Dương Đại Tá phát hiện không phải Phương Đông thần y, lập tức mày liền nhíu chặt nhìn chằm chằm Dương Hoành xem. Dương Hoành cười khổ, "Thủ hạ đi, đặc biệt ăn nói khép nép tính tình đặc tốt khẩn cầu chính là Đông Phương cô nương nói nàng chính mình còn bệnh đâu, chỉ không được người khác hơn nữa nàng." Nàng còn nói Dương đại tá, nàng còn nói cái gì? "Dương Hoành, nàng còn châm chọc chúng ta Phượng Tiểu Vũ." Dương đại tá nhìn chằm chằm Dương Hoành. Dương Hoành cười khổ một tiếng, "Đông Phương cô nương nói, nhà các ngươi kia Phượng Vũ, nàng không phải được xưng chính mình là nửa bước thần cấp dược sư sao?" làm nàng chính mình cho chính mình chị đi a à, dương đại tá nhíu mày viên bội tiền khám bệnh đều không muốn tới dương hoành nhân ra nói trừ phi đem số ba linh nguyên tinh quặng còn trở về nếu không không bàn nữa dương hoành cười khổ liên tục ta sau lại tìm người hỏi tới mới biết được nguyên lai đông phương cô nương trên người thương cũng là chúng ta tiểu phượng vũ đánh dương đại tá hắn hơi há mồm muốn nói cái gì cuối cùng một câu đều nói không nên lời hắn có thể nói cái gì Hắn cũng thực bất đắc dĩ a. À. Phù dược sư còn kém một bước là có thể tấn chức đến hoàng cấp dược sư, nếu không làm hắn cấp tiểu phượng vũ nhìn xem. Dương Hoành hỏi, Dương đại tá có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể thối lui một bước cấp phù dược sư nhường đường. Nhìn phù dược sư cấp tiểu phượng vũ bắt mạch, Dương đại tá nội tâm đau a, à. như thế nào cách vách liền có hoàng cấp dược sư. Bọn họ bên này lợi hại nhất cũng chính là hoàng cấp dược sư kém nửa bước đâu ngạnh sinh sinh bị người ta đẻ ép một đầu. Mỗi lần đế quốc học viện bên này có người bị trọng thương, đều phải đi cách vách thỉnh Đông Phương cô nương. Vị này Phương Đông thần y đi, nàng người này ở Dương Chí Hổ như vậy con người rắn giỏi xem ra, chính là quá làm kiêu tuộc về bị quá nhiều người phùng hống càng thêm kiêu ngạo lên cái loại này người. Nhưng chỉ có này một vị hoàng cấp có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bóp mũi đi cầu nhân ra, còn phải dâng lên cách xù tiền khám bệnh, thật là thực làm người buồn giàu a à. Phù Dược sư khi nào mới có thể tấn chức thành Hoàng cấp Dược sư a? Dương Chí Hổ tại nội tâm chờ đợi, mà lúc này Phù Dược sư đã cấp phượng vũ xem xong rồi. Thế nào, nhà đầu này tình huống như thế nào? Dương Chí Hổ thấy Phù Dược sư đứng lên, vội tiến lên hỏi. Phù Dược sư nhìn Dương Chí Hổ, ánh mắt phức tạp. Dương Chí Hổ trong lòng đột nhiên cả kinh, bắt lấy phù dược sư vội la lên: Nha đầu này, nên sẽ không bị bệnh nan y đi. Phù dược sư, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? À. Phù dược sư thiếu chút nữa không bị Dương Chí Hổ bóp chết. Không không, không phải bệnh nan y. Phù dược sư xua tay nói: Nàng không có việc gì. Dương Chí Hổ nhíu mày kia nàng như thế nào hôn mê? Nàng thân mình thật sự không có không tốt. Phù dược sư quái gì ánh mắt nhìn Dương Chí Hổ. Nàng thân mình sẽ có vấn đề. Kinh là cường tráng mãnh như hổ, huyết mạch lao nhanh như hải lưu, cái này kêu thân mình có vấn đề. Phù dược sư lắc đầu, nàng thân mình rất tốt. Dương Chí Hổ, kia nàng như thế nào liền té xỉu đâu? Phù dược sư, nếu ngươi hơn 10 ngày không ăn cơm, ngươi vựng không vững. Dương Chí Hổ, a, ý của ngươi là phù dược sư, đói, vựng nói xong, phù dược sư bắt đầu thu thập hòm thuốc chuẩn bị đi trở về đại buổi tối, hắn đều đã ngủ hả, bị người từ trên giường túm lên, còn tưởng rằng sinh tử bệnh nan y. Kết quả lại là một cái đói ngất xỉu đi tiểu cô nương mở ra chúng ta hôm nay đổi mới lạp ấu chương xong. Trường 3149 làm nam sinh liền như vậy khó sao hai. Phù Dược Sư trừng mắt nhìn Dương Chí Hổ lướt mắt một cái, Dương Bạch Hổ, người về sau trừng phạt người, ngàn vạn chú ý điểm, như vậy xinh đẹp một tiểu cô nương, người cũng thật là hạ thủ được. Dương Chí Hổ, như thế nào chính là hắn trừng phạt đâu? Chính là hắn hôn danh bên ngoài, cái này thanh danh thật đúng là đến là hắn bối. Chờ Phù Dược Sư xem qua Phượng Vũ lúc sau. Dương Chí Hổ mới làm vị này hoàng cấp kém nửa bước Dược Sư đi xem kia hai cái bị Phượng Tiểu Ngũ đánh tơi bởi xui xẻo quỷ. Vương chiêu nhạc trộm xem xét Dương Đại Tá lướt mắt một cái. Bọn họ vị này lão đại tốc tới tiết huyết cường hãn yêu nhất mặt mũi. Lần này Phượng Tiểu Vũ thọc lớn như vậy một cái tổ ong vò vẽ chờ nàng tỉnh lại sau, sợ không phải phải bị Dương Chí Hồ cấp huấn khóc đi. Nghĩ vậy, Vương Chiêu Nhạc cấp Phượng Vũ ném một cái đồng tình ánh mắt tiểu sư muội người tốt nhất không cần tình A, à. Dương Chí Hồ nhìn trên giường nằm tiểu nha đầu thấy nàng ngủ không thành thật tay lộ ra tới, lo lắng nàng chịu phong hàn, dương đại tá yên lặng tiến lên, đem nàng đem chăn gom lại. Hắn quay đầu lại phân phó vương chiêu nhạc, đi lấy chút nhiệt cháo tới. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, hợp với bếp lò một khối sách tới, miễn cho cháo lạnh. Vương chiêu nhạc trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, bọn họ lão đại đây là bị người thay đổi nội tâm. Nga, hắn thực mau suy nghĩ cẩn thận, bọn họ lão đại đây là chuẩn bị uy no nàng sau, lại đem nàng huấn đến chết đi ai thật là đáng thương tiểu sư muội a vương chiêu nhạc ôm ấp đối phượng vũ vô cùng đồng tình tâm tự mình cho nàng ra sắp suối quẩy tiểu sư muội nấu cháo đi quyền đánh hai vị sư tỷ nha đầu này thoạt nhìn nho nhỏ thật sự là cái bạo lực tiểu lô ly không dễ chọc không dễ chọc nhan hẳn nhìn đến vương chiêu nhạc ở nấu cháo mắt trông mong thấu đi lên chiêu nhạc ca ca người như thế nào tự mình nấu cháo vương chiêu nhạc buông tay lão dương phân phó cấp bên trong kia tiểu nha đầu nấu đâu Nhan Hàn mày gắt gao nhan lại, Dương đại tá không chuẩn bị đem Phượng Vũ đưa trở về đi. Nếu nàng vẫn luôn lưu lại, ngươi một đại nam nhân nấu cái gì cháo à? Ta tới giúp ngươi đi. Nói Nhan Hàn cuốn lên tay áo liền phải làm việc. Vương chiêu nhạc nhìn đến Nhan Hàn, nghĩ đến phía trước nàng nơi nơi tìm người ta nói Phượng Vũ Hàn lộ cùng cao nhã chính là ở Nhan Hàn nói động hạ mới. Nghĩ vậy, Vương chiêu nhạc trong lòng dùng mình hắn theo bản năng cự tuyệt, không có việc gì, còn không phải là nấu cháo sao, dễ dàng thực ta chính mình tới. Nhan hàn đáng thương hề hề nhìn nàng, chiêu nhạc ca ca, ngươi cũng cảm thấy chuyện này là bởi vì ta dựng lên sao. Ta ta chỉ là muốn làm điểm cái gì. Vốt phẳng nội tâm ấy nấy ta không nghĩ tới phượng vũ ra tay sẽ như vậy trọng. Vương chiêu nhạc khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng. Chuyện này trọng điểm chẳng lẽ không nên là ngươi không nên sau lưng suối sụp người bôi đen phượng vũ sao như thế nào liền biến thành phượng vũ ra tay như vậy trọng. Vương chiêu nhạc trong lòng có điểm biệt nữ, hắn hắc trầm khuôn mặt trực tiếp cự tuyệt nhan hàn, dương đại tá phân phó ta làm, ta cũng chỉ có thể chính mình làm, vạn nhất xảy ra sai lầm, nhan hàn. Này sai là người gánh vác vẫn là ta gánh vác. Vương chiêu nhạc chưa từng có như vậy nghiêm túc nhan thất vọng buồn lòng càng thêm lạnh, nàng nhược nhược mở miệng, như thế nào, đã xảy ra chuyện gì đâu. Có thể xảy ra chuyện gì đâu. Chiêu nhạc ca ca ngươi chính là như vậy tưởng ta sao? Ô ô nhan hàn khóc. Nhan hàn cư nhiên ủy khuất ba ba khóc lóc che mặt chạy ra. Vương chiêu nhạc cả người đều không tốt lắm, hắn nói sai cái gì sao? Dương hoành một cái tắt chụp vương chiêu nhạc trên vai. Ngươi chọc khóc nàng. Vương chiêu nhạc cảm giác hào oan uổng, ta căn bản là không cùng nàng nói nói mấy câu làm nam sinh, liền như vậy khó sao? Tấu chương xong.